Nói cho chú nghe này, hôm nay chú không làm xong cái này thì mai chú đừng đi làm nữa nhé. Nani? Đừng đi làm nữa nhé. Dạ luôn. Dạ luôn, chào anh ạ. Dạ, em gọi cho anh từ công ty Đông Đô anh. Chuyên về lớp nền nhân trạch Đồng Nai á. Em nói xem tại sao cho phải trả lời em. Dạ luôn, gọi cho anh từ công ty Đông Đô anh. Thầy bao quý khách vừa gọi không muốn nghe. Hiện nay thầy bao quý khách vừa gọi đang thuê một thuê bao khác làm thuê cho thuê bao này. A few moments later. Đời trắng tay, đời đau khổ. Trời ơi, lại một tháng mì tôm nữa rồi trời. Dạ luôn. Dạ em chào anh Tuấn. Dạ em nhân viên bên công ty Đông Đô đây anh. Dạ. Dạ rồi ok, vậy em sắp xếp chiều nay 4 giờ mình đi xem đất luôn ha. Dạ rồi, có gì anh gửi cái địa chỉ qua cho em đi. Rồi em chạy qua trước mình luôn ha. Dạ rồi ạ. Dạ luôn. Xóa đi khá. Nói khạp ta đi khá. Ok. Ok. Nghe hảo. Cũng xin thao ta. Yeah. Ok. Hey, what happened? Ơi, đến giờ đi kim rồi, kiếm khách ơi. Hey, con sẽ để con nào cho đẹp nè. Con bên nào ta. Mình đẹp trai chứ một. Mày vô anh chị ơi. Nay bán mai nghỉ, kiếm tiền tỷ dẫn người yêu đi Mỹ luôn chị ơi. Dạ, thì hôm nay em giới thiệu sản phẩm cho anh chị á. Anh chị like và share cho em nha.
xe này mát quá em nhỉ. Dạ, trời ơi, xe Fortuner 2019 mà anh. À, dạ. Dạ, dạ anh không biết anh, trời quyết mẹ mới vừa gửi dưới quê lên cực kỳ ngọt luôn anh. Dạ, anh ăn cam nha anh, cái này đúng chuẩn màu cam luôn nè anh. Trời, dạ anh ăn táo đi. Dạ, táo này mẹ mới nhập từ nước ngoài về luôn á, cực kỳ ngọt luôn anh. Dạ, em mời uống nước luôn, rồi mình đi xem đất luôn ha. Sao mày? Ừ, tại cái tuổi đó. Quýt trời nó đi. Ồ. Trời. Ê, tụi bay. Biết tin gì chưa? Biết hết như bông. Lẽ mày nhìn quýt nhà vậy mày. Trời ơi, thằng Khang. Trời, quýt thành công làm tao vừa gặp nó ở ngoài cửa hàng tạp hóa về nè. Ủa, chứ bây giờ hai tụi mày mới biết hả? Ngày xưa con đi đó là thành thục, bây giờ nó thành công rồi. Trời đã tôi biết thì ngày xưa tao đu theo nó làm sale bất động sản. Không phải bây giờ tao không phải ngồi đây đi để uống trà sữa của mẹ hay không? Lắng nghe rất là nhiều đoạn video clip mà viện đào tạo Bách Khoa của chúng tôi đã mở lên và mình thấy rất là vui nhộn. Thực ra là hôm nay hồi nãy là cười nắc nẻ luôn cả nhà. À, thực sự là những cái đoạn video rất là hay của bên viện đào tạo Bách Khoa đã đưa lên, cũng như là đã giúp cho tôi là mở lên những cái tư tưởng mới, những cái ý tưởng mới trong cái cách sale và bán hàng. Đó thì rất là mong rằng là ngày hôm nay sẽ có những điều giá trị mà anh chị có thể nhận được nhé, từ viện đào tạo, viện trưởng viện đào tạo Bách Khoa chúng tôi. Và ngay giờ đây thì mình cũng không muốn làm mất thời gian và hy vọng rằng sau khi phần giới thiệu sự xuất hiện của viện trưởng viện đào tạo Bách Khoa thì mình Đức cũng mong rằng là giao lưu một anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Xin chào bạn Thảo, xin chào anh Đường, xin chào anh Toàn, xin chào bạn Ngọc Ánh, xin chào bạn Lan Phương, xin chào chị Hạnh, xin chào anh Quang, xin chào bạn Thúy, xin chào bạn iPhone, xin chào bạn MBT và xin mời bạn iPhone và bạn MBT sẽ đổi tên của mình nhé. Chúng ta sẽ đổi tên thật của mình để khi mà chúng ta tham gia đó, chúng ta học tập đó, thì chúng ta cần phải tương tác với nhau, đúng không ạ? Bất kỳ một điều gì chúng ta cần phải tương tác hết. Chúng ta học tập là chúng ta phải tạo tương tác với nhau, thì lúc đó chúng ta mới chia sẻ những cái giá trị cho nhau được. Và khi mà chúng tôi trao giá trị thì chúng tôi cũng muốn nhận được những cái lời phản hồi từ các anh chị để chúng tôi có thể làm càng ngày càng tốt hơn. Và hy vọng rằng là tất cả các anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ mở cam lên để chúng ta học tập và giao lưu với nhau. Và rất là biết ơn tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây thì mình rất mong rằng là với một cái lý do nào đó chúng ta có thể làm nhắn tin trên khung chat và chúng ta không thể mở cam hoặc là như thế nào đấy, thì mình, bên ban tổ chức thì rất là hoan hỷ, nhưng mà rất là mong rằng là tất cả các anh chị em nào mà không cái phần iPhone á, và MBT này, các bạn phải ghi tên của mình nha, để chúng tôi có thể gọi tên các bạn. Tên của các bạn, còn các bạn còn không thay được nữa thì chúng tôi xin mời tất cả các bạn ra khỏi phòng Zoom. Ví dụ như là bạn iPhone hay là bạn MBT. Và tôi cũng xin lỗi, nếu mà có những điều gì nói không hoan hỷ thì cả nhà bỏ qua cho Minh Đức. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà tất cả những người bạn nào á, mà chúng ta vào đây mà không phải là tương tác học tập thì tôi cũng xin mời mời các anh chị ra khỏi phòng Zoom. Vì chúng tôi là muốn trao giá trị cho những người thực sự là mong muốn trao giá trị và nhận giá trị. Và ngay giờ đây thì các bạn có thể thay đổi tên ạ. Chúng tôi rất là tôn trọng tất cả các bạn, nhưng các bạn phải thay đổi chính tên thật của mình để chúng tôi có thể gọi tên các bạn đó. Mặc dù các bạn có thể không mở cam, chúng tôi có thể có thể là có một lý do nào đó mà các bạn có không thể mở cam trong buổi sáng hôm nay. Chúng tôi có đôi khi mà Minh Đức cũng phải xin phép mà sau cái phần chia sẻ này thì Minh Đức đôi khi cũng phải xin phép là không mở cam, nhưng mà vẫn có học tập, vẫn nghe những cái lời chia sẻ của viện đào tạo Bách Khoa đó. Nhưng mà đôi khi có những một số sự việc mà chúng tôi không thể mở cam được, nhưng mà chúng ta phải xin phép một cái lịch sự tối thiểu. Cho nên là Minh Đức mong rằng là tất cả các anh chị em ngày hôm nay, Minh Đức không phải gắt gỏng về cái việc này, nhưng mà rất là mong mọi người hoan hỷ, rất là mong rằng là tất cả các anh chị em hoan hỷ về điều này nhé.
Và ngay bây giờ đây thì Minh Đức không muốn làm mất thời gian của anh chị em nữa. Minh Đức xin phép mời Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa sẽ chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh là một trong những người mà Minh Đức rất là kính trọng. Xin kính mời anh ạ. Rồi, xin chào cả nhà. Cả nhà nghe rõ không ạ? Chúng ta nghe rõ không? Rồi, ok. Các bạn có nghe rõ thì chúng ta bấm số 1 nha. Rồi, không để bạn mất thời gian nữa. Tôi sẽ đi vào thẳng vấn đề. Các bạn thấy chưa ạ? Thấy trên cái màn hình của chúng ta chưa ạ? Màn hình share, like share của tôi. Rồi, ok. Cảm ơn bạn. Các bạn đã thấy thì bạn bấm dùm phím 3. Phím 3 dùm các bạn. Rồi, ok. Rất nhiều cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn trong lúc mà tôi chia sẻ slide này thì các bạn có thể, chúng ta không cần mở cam, chúng ta sẽ tắt mic để chúng ta nghe rõ hơn. Và trong cái thời gian mà các bạn chút xíu chúng ta giao lưu á, thì tôi sẽ mở cam, mở mic lên cho các bạn có thể giao lưu. Thưa các bạn thân mến, thì trong cái buổi mà chia sẻ cho cộng đồng 6 giải pháp 4.0 mang tiền về túi, thì chúng tôi có giao lưu với các bạn và có hứa tặng cho các bạn một cái chuyên đề trị giá rất lớn, mà nhất là ý nghĩa trong mùa dịch ngày hôm nay. Đó chính là chuyên đề, một cái chuỗi chuyên đề là 7 cách khởi nghiệp thành công trên Internet. Thì đây là một trong những cái chuyên đề số 1. Đó là đầu tiên nhất là bạn phải có kỹ năng nói chuyện trước công chúng, ống kính. Và cái cách mà chúng ta giao tiếp với công chúng trước ống kính như thế nào để chúng ta tạo được một cộng đồng, chúng ta lan tỏa giá trị để chúng ta có thể sử dụng công cụ này để chúng ta có thể khởi nghiệp và chúng ta khởi nghiệp một cách thành công trên Internet. Các bạn thân mến, thì cái chuyên đề này chúng tôi đã chia sẻ vào thứ ba tuần này rồi. Có nghĩa là từ thứ ba tuần rồi, là từ 9 giờ cho tới 11:30. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn là trong cái 8 cái kỹ năng nói chuyện với ống kính này, thứ ba tôi đã chia sẻ 4 cái kỹ năng, và ngày hôm nay thứ sáu tôi sẽ chia sẻ tiếp 4 kỹ năng tiếp theo và một số thông tin để các bạn có thể sự chiêm nghiệm, các bạn có thể thành công trong quá trình chúng ta khởi nghiệp trên Internet. Thì không chần chờ nữa, tôi xin phép được review lại 4 kỹ năng cho những cái bạn mà hôm trước chưa có điều kiện để tham dự cái buổi chia sẻ này. Thì các bạn thân mến, cái 7 cái chuyên đề gồm có chuyên đề thứ nhất là kỹ năng nói chuyện trước ống kính. Chuỗi chuyên đề thứ hai đó là chúng ta cách xây dựng trên kênh YouTube chuẩn SEO. Thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn và tôi cho bạn thấy một cái hệ thống bán hàng tự động. Và tôi luôn xây dựng những kênh YouTube khác nhau. Ví dụ như là Viện Đào tạo Bách Khoa thì có một cái kênh YouTube khác nữa. Rồi Bách Khoa Group lại có một YouTube khác. Và chúng ta thấy là thí dụ như trang mà tôi đang build đó là TS Thái Lâm Toàn Official, lại là một cái trang YouTube khác. Và chuyên gia tiến sĩ Thái Lâm Toàn cũng có một cái kênh YouTube khác. Lý do là sao như vậy? Chúng ta sẽ tạo một cái backlink để chúng ta có những cái chuyên đề rất là hay chia sẻ cho cộng đồng. Thì từ đó chúng ta sẽ nâng tầm cái thương hiệu cá nhân của các bạn, các bạn có thể thành công trên Internet. Và chuyên đề thứ ba đó là chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet như thế nào. Và chuyên đề tiếp tục thứ tư đó là thiết kế landing page chốt sale. Các bạn biết là chúng ta kinh doanh xây dựng một hệ thống bán hàng tự động online thì chúng ta phải có một cái back office. Mà back office thường ngày xưa chúng ta xây dựng một cái trang website. Trang website đó thì chúng ta có cung cấp rất nhiều dịch vụ, sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên bạn bán một sản phẩm duy nhất. Ví dụ như bạn có một chuỗi các cái sản phẩm là 10 sản phẩm. Tuy nhiên bạn muốn bán một cái sản phẩm nào đó thì bạn sẽ xây dựng riêng một cái trang landing page để chúng ta xây dựng. Để chúng ta có thể là chúng ta bán một cách chi tiết nhất và mô tả nhất. Thì chúng ta sẽ có cách thiết kế trang landing page. Và cái phần thứ năm, khi mà chúng ta xây dựng một cái trang back office thì chúng ta cần phải có kỹ năng chúng ta viết content marketing một cách chuyên nghiệp. Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ cho bạn từ 208 ý tưởng viết content cho tới 500 ý tưởng chúng ta viết content để chúng ta có thể phát triển trên hệ thống marketing online chúng ta một cách chuyên nghiệp. Và chuyên đề thứ sáu đó là tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cách thiết kế những cái poster, những cái banner một cách chuyên nghiệp để các bạn có thể thành công trên Internet. Và thứ bảy, cái phần thứ bảy đó là tôi sẽ chia sẻ với bạn một chuỗi series các cái công cụ hỗ trợ marketing online. Thì các cái này thì tôi có chia sẻ với bạn khoảng 1.000 cái công cụ có thể hỗ trợ online. Thì từ đó bạn có thể chốt sale bán hàng từ Facebook, từ Zalo,
và một số các cái công cụ khác nữa. Trên 1.000 cái công cụ này thì bạn có thể chiến nghiệm. Thì từ mà những cái chuyên đề này, mỗi một chuyên đề thì bạn phải đóng phí khoảng 9 triệu cho một học viên. Tuy nhiên ngày hôm nay Viện Đào tạo Bách Khoa với phương châm là tạo giá trị cho kết quả sẽ chia sẻ cho bạn hoàn toàn miễn phí 7 chuyên đề này với tổng cộng chi phí là 63 triệu cho một học viên. Như vậy thì bạn có thể tham gia cái group ở đây để chúng ta nhận được nhiều cái kết quả và nhiều cái ebook khác nhau để chúng ta có thể chiêm nghiệm trong cuộc sống và những cái bài học kinh nghiệm này, để các bạn có thể để chúng ta chia sẻ những kiến thức và lan tỏa cộng đồng. Tôi xin giới thiệu một lần nữa một cách ngắn gọn, thì tôi là Thái Nam Toàn, tôi chuyên đào tạo huấn luyện cho doanh nghiệp, tôi có những cái dịch vụ coaching và mentoring cho doanh nghiệp và một số cái tác phẩm quyển sách thì tôi đã xuất bản trên 15 quyển sách. Thì đây là một số quyển sách cơ bản các bạn có thể áp dụng để chúng ta kinh doanh online thành công. Và đây là một số cái chuyên đề mà tôi đã chia sẻ cho các công ty bất động sản. Thì bạn có nhìn thấy đây là một số hình ảnh minh họa để minh chứng cho những cái kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn là tôi trải nghiệm từ thực tế, từ những cái việc mà chúng ta tham gia từ các cái dự án, các cái quỹ đầu tư cũng như là các cái tập đoàn, ví dụ như là bất động sản và mỹ phẩm v.v. Đây là một số cái chuyên đề sơ qua để bạn thấy là chúng ta chia sẻ những cái kiến thức thật như thế nào, và từ đó chúng ta sẽ chiêm nghiệm và chúng ta có thể rút ra được bài học cho bản thân chúng ta. Tại vì hơn ai hết, người thầy và người thành công nhất là bạn phải hiểu mình phải biết mình đang cần cái gì, mình thiếu cái gì và chúng ta có thể phát triển. Thì đây là một số cái sản phẩm mà tác phẩm mà tôi đã biên soạn, thì các bạn có thể kiếm trên thị trường và có trong các nhà sách. Và như vậy thì ngày hôm nay chuyên đề số 1 đó là kỹ năng nói chuyện trước ống kính. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn 8 kỹ năng để chúng ta chuẩn bị và rèn luyện nói trước ống kính thật hiệu quả và có những bài tập trải nghiệm. Thì thứ ba tuần rồi chúng ta đã có một cái buổi mà chúng ta chia sẻ 4 kỹ năng và tôi cho bạn thực hành tại lớp luôn. Và các bạn chia sẻ làm sao chúng ta có cách để chúng ta chia sẻ. Đây là một số hình ảnh minh họa mà tôi chia sẻ cái chương trình khởi nghiệp cho Đại học Kiên Giang. Đấy, đây là thầy trưởng khoa của chúng ta, khoa kinh tế du lịch. Rồi, chúng ta sẽ đi vào kỹ năng này. Tôi review 4 kỹ năng đầu tiên cho các bạn nha. Đầu tiên, bạn muốn có cái kỹ năng nói chuyện trước ống kính thì bạn cần phải biết được khán giả của mình là ai. Khán giả của mình là đối tượng là sinh viên hay là đối tượng của mình là các cái cán bộ, công nhân viên, công chức, hoặc là chúng ta là diễn giả, hoặc là chúng ta trình bày hội thảo khoa học trước các cái giáo sư tiến sĩ, thì chúng ta sẽ hiểu được cái phong cách mình trình bày như thế nào, từ cách đi đứng, ăn mặc, cách phát ngôn cũng như dẫn chứng tài liệu v.v. Và chúng ta sẽ có một cái quy chuẩn cụ thể. Tóm lại thì các bạn phải hiểu được mình đang trình bày, đối tác của mình là ai, khán giả của chúng ta là ai, để chúng ta có được những cái nội dung cụ thể và chính xác để chúng ta đi vào lòng người. Thí dụ như tôi chia sẻ với bạn là đối tượng chúng tôi là sinh viên, thì bạn biết là sinh viên có hai vấn đề cần quan tâm, đó là tình yêu, đúng không? Tuổi trẻ là tình yêu, và thứ hai là làm sao có xây dựng sự nghiệp, khởi nghiệp. Chúng ta làm sao ra trường chúng ta có một việc làm ổn định, thu nhập ổn định và chúng ta có cuộc sống trang trải, v.v. Thì chúng ta làm sao đó chúng ta sẽ tập hợp những cái dẫn chứng lý lẽ và những câu chuyện ví dụ. Tôi lấy ví dụ như là cái video clip vừa rồi mà MC Minh Đức có chia sẻ là bất động sản, sale bất động sản xưa và nay. Đó là một đoạn video clip do các bạn mà kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, môi giới bất động sản, tôi huấn luyện cho cái chuyên đề là chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thì các bạn có, tôi cho bài tập để các bạn thấy là làm sao để chúng ta mô tả được, thì đó là một trong những cái video clip rất là hay. Đấy, có là đi tư vấn làm, là tư vấn cho môi giới bất động sản. Thì bạn thấy rằng đó là cái cách mà chúng ta có thể đi vào lòng người. Thì những cái người mà làm những cái đoạn video clip đó, họ bộc lộ được những cái tâm tư nguyện vọng khi trong nghề chúng ta. Và như thế thì cho chúng ta trở thành người đồng hành cùng khán giả và trở thành đồng hành, Viện Đào tạo Bách Khoa sẽ trở thành đồng hành cùng học viên từng đối tượng khác nhau. Ví dụ như là Viện Đào tạo Bách Khoa có thể làm việc với các chuyên gia hàng đầu về bất động sản, thì cái phong cách và cái trình bày giữa cái ông viện trưởng, viện phó với các cái đối tác và các chuyên gia thì chúng ta sẽ có cách trình bày khác, chứ không phải là đơn giản giống như là chúng ta chia sẻ cho bạn sinh viên. Nên chúng ta, điều quan trọng nhất chúng ta phải hiểu được là khán giả của chúng ta là ai. Đó là cái kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ hai là bạn thấy rằng là chúng ta, khi chúng ta diễn thuyết một cái kỹ năng nói chuyện trước ống kính, thì bạn cần phải có
sơ đồ ý cho bài thuyết trình. Và ngày hôm nay là chúng ta tự động hóa công việc thì chúng ta có những cái phần mềm, tôi lấy ví dụ như là Mindmap hoặc là Trello, chúng ta có thể thiết kế ra những cái ý tưởng mà chúng ta có thể trình bày. Tôi lấy ví dụ như đây là cái cách mà tôi bán những cái sản phẩm mỹ phẩm để cho chúng ta có được giải pháp để chúng ta chỉ mụn, đúng không ạ? Chúng ta trang điểm một cách rất là hiệu quả, và bạn làm sao đó mô tả được những cái ý tưởng đó. Và chúng ta ai cũng biết rằng khi chúng ta trình bày một cái đề tài, một cái dự án thì thường có 3 phần chúng ta đã học ở phổ thông, đúng không ạ? Kiến thức cơ bản đó là gì? Một cái bài thuyết trình phải có mở bài, thanh bài và kết luận. Thì chúng ta phải có cách đặt vấn đề như thế nào cho nó hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như là một bài thuyết trình của tôi nói về kỹ năng giao tiếp, thì tôi có thể sử dụng những cái câu chuyện hoặc là những cái dàn bài làm sao tôi chia sẻ mở đầu, và tôi link vào cái phần thân bài. Và thân bài của tôi giống như ngày hôm nay tôi giải quyết được là 8 vấn đề, chia sẻ về 8 cái kỹ năng để chúng ta có những cái kỹ năng xuất sắc và chuyên nghiệp nói chuyện trước ống kính. Mặc dù là ngoài 8 cái kỹ năng chúng ta có kỹ năng thứ 9, thứ 10. Tôi lấy ví dụ như từ góc độ hình ảnh, rồi chúng ta nhìn dưới góc độ bao nhiêu, rồi chúng ta mắt chúng ta nhìn thẳng camera của laptop, hoặc là chúng ta có những cái camera mà quay chúng ta, thì chúng ta phải đứng trước ống kính của đài truyền hình. Thì kinh nghiệm tôi đã chia sẻ rất nhiều trên đài truyền hình SCTV, VITV và VTV, tôi đã chia sẻ như thế nào, thì bạn thấy là cái đó nó lại thuộc phạm trù riêng nữa về những cái người mà làm trong ngành nghệ thuật. Thì hôm nay chúng ta muốn chia sẻ những cái vấn đề đó, thì tôi đã chắc lọc 8 cái kỹ năng, và dàn bài của tôi là sẽ nói 8 cái kỹ năng đó và có bài tập trải nghiệm. Thì đó là cái dàn bài để chúng ta có thể thu gọn và chúng ta phân tích dài ra với cái thời gian là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ linh hoạt trong quá trình chúng ta diễn giải. Thí dụ như tôi thấy bạn đang hăng say về cái kỹ năng thứ hai này, đó là sơ đồ ý tưởng cho bài thuyết trình, thì bạn phải thực hành. Và chúng ta có thể cho các bạn thấy là phần mềm Mindmap như thế nào, Mindmap 7.3.1 như thế nào để chúng ta cài đặt lên để chúng ta có những cái ý tưởng. Đó là cái kỹ năng thứ hai, đó là sơ đồ ý cho bài thuyết trình, là chúng ta phải hiểu được là chúng ta sẽ nói bao nhiêu ý trong cái bài này. Chúng ta tránh lan man, chúng ta giống như là có một cái sườn cortex, có một cái đường thẳng đi trên một toa tàu, chúng ta có một đường ray và chúng ta định hướng là mình sẽ chia sẻ 8 cái kỹ năng này, và chúng ta định hướng là phải phân tích kỹ trong 8 kỹ năng này, không lọt qua kỹ năng thứ 9. Và kỹ năng thứ 9 này tôi sẽ chia sẻ cho bạn trong một bài thuyết trình tiếp theo. Thì đó là chúng ta sẽ cam kết với những cái ý tưởng và những cái sơ đồ của chúng ta, và chúng ta cam kết với kịch bản, thì chúng ta sẽ không bị đi lan man, và chúng ta focus tập trung vào cái ý tưởng mà chúng ta muốn xoáy sau. Đó là kỹ năng thứ hai. Và kỹ năng thứ ba, đó là chúng ta dùng hình ảnh để minh họa. Tôi lấy ví dụ như lúc chúng ta vào cái bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi có lấy một cái số hình ảnh mà tôi chia sẻ cho các công ty bất động sản có tiếng ở Việt Nam và tất cả các cái tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lấy ví dụ như vậy thì bạn thấy nè, ở trong cái chuyên đề này nè, tôi dạy cái chuyên đề gọi là nghề giám đốc. Đấy, từ cách cái content là có nghĩa là nghề giám đốc là CEO bạn, có người là gọi là giám đốc điều hành, giám đốc toàn diện vân vân. Thì tôi sẽ sử dụng những cái hình ảnh minh họa, những cái trò chơi tiên quật, và khi mà tôi diễn thuyết trước đám đông thì tôi sẽ lấy những cái hình ảnh mà tôi chắt lọc cho những cái quá trình mà tôi đã đào tạo cho các CEO, cho các cái hiệp hội doanh nghiệp. Thí dụ như bạn nhìn trên Facebook, chúng ta thấy hình ảnh nó sẽ minh họa cho quá trình chúng ta làm thật. Chúng ta không có nói quá sự thật, mà chúng ta sẽ có rất nhiều cái chương trình mà người đó nhìn vào chúng ta sẽ thấy chuyên nghiệp. Đó là một số cái hình ảnh để minh họa. Thì liên hệ với nghề của bạn, bạn cũng phải xem xét. Khi chúng ta đứng trước ống kính thì trong cái slide của chúng ta thì ngày hôm nay, cái format ngày hôm nay đó là gì? Đó là hình ảnh nhiều, chữ ít. Bạn thấy không? Trong hình ảnh slide của tôi toàn là hình ảnh, đúng không ạ? Chữ thì chỉ là một hai từ hoặc là một hai ý để chúng ta có những cái ý tưởng để cho người nghe nhìn nhận vào. Thì khi mà bạn phát triển trên một cái nghề mà để nói diễn thuyết nữa, thì Viện Đào tạo Bách Khoa lại có một chuyên đề gọi là Training for Trainer, hoặc là phương pháp giảng dạy đại học, thì bạn sẽ thấy là có những cái kỹ năng khác nữa ngoài những hình ảnh minh họa. Thì đây là kỹ năng thứ ba tôi muốn chia sẻ cho bạn, là dùng hình ảnh minh họa. Nếu các bạn có những cái mong muốn để chúng ta tìm hiểu những tài liệu, thì bạn có thể dùng cái điện thoại của mình đang sử dụng Zalo, và chúng ta có thể quét cái mã QR code này và cái đuôi là 878 này, thì bạn có thể gia nhập được cái group Zalo, và tôi sẽ trao giá trị
và tạo kết quả cho cộng đồng chúng ta, giống như cái slogan mà Viện Đào tạo Bách Khoa đã đồng hành cùng các bạn để chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm cực kỳ hiệu quả. Và cái kỹ năng thứ tư đó là chúng ta sao ạ? Chúng ta chia sẻ một câu chuyện hay, một câu chuyện ngắn, một cái ý tưởng nào đó và chúng ta chắc lọc. Tôi lấy ví dụ như là lúc nãy tôi có lấy một cái câu chuyện nói về kỹ năng giao tiếp, thì bạn có thể lấy một cái bài tập trải nghiệm như sau và bạn có thể diễn tả những cái hình ảnh và những cái thông tin bằng những câu chuyện. Tôi lấy ví dụ như các bạn thân mến, và các bạn biết không, ở một miền Đông Hoa Kỳ có hai cha con nhà nọ sống một cảnh rất là cơ hàn. Một ngày nọ, người cha mới nói với người con rằng ta sẽ tìm cho con một người con gái để làm vợ. Thì ngay lập tức người con mới nói rằng là con 18 tuổi, con là nam nhi chi trí, con muốn là việc cưới sinh tự con lựa chọn. Nhưng người cha già mới nói rằng người con gái này là con của chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates. Thì trầm ngâm một lúc, người con mới đáp rằng trong trường hợp này thì ok. Và người cha già đi đến gặp chủ tịch của tập đoàn Microsoft Bill Gates, nói rằng thưa ngài, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chàng trai trẻ để làm rể. Thì ngay lập tức chủ tịch của Microsoft nói rằng thưa ngài, con tôi 18 tuổi, là đủ tuổi uống bia, ở Mỹ là đủ tuổi uống bia. Tôi không có suy nghĩ tới chuyện cưới sinh, và chuyện cưới sinh này thường là con gái tôi quyết định. Và người cha già mới nói rằng thưa ngài, nhưng chàng trai trẻ này là phó chủ tịch của ngân hàng thế giới. Và trầm ngâm một lúc, Bill Gates mới nói rằng trong trường hợp này thì ok. Và người cha già tiếp tục đi đến gặp chủ tịch của tập đoàn của ngân hàng thế giới World Bank, mới nói rằng thưa ngài, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chàng trai trẻ làm phó chủ tịch của ngân hàng thế giới. Thì lập tức vị chủ tịch nói rằng tôi đã có tất cả các vị trí vice president trên phạm vi toàn cầu và tôi không có nhu cầu tuyển thêm. Thì người cha già mới nói rằng thưa ngài, nhưng chàng trai trẻ này là con rể của Bill Gates. Thì ngay lập tức chủ tịch của ngân hàng thế giới trầm ngâm và nói rằng trong trường hợp này thì ok. Thì các bạn thân mến, thì đó là một cái câu chuyện bạn dẫn dắt rằng bạn không cần phải tìm hiểu cái tính xác thực của câu chuyện trên, nhưng tôi muốn nhắn nhủ rằng để chúng ta có những cái kỹ năng và những yếu tố thành công và chúng ta có những kỹ năng giao tiếp thành công, thì bạn phải sử dụng những cái thủ thuật đòn bẩy v.v. Thì bạn lúc đó bạn mới dẫn dắt thành một cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng là kỹ năng giao tiếp chiếm 80% và kỹ năng chuyên môn chiếm 20%, giống như quy tắc 80-20. Và chúng ta thấy rằng là 20% những người lãnh đạo và nắm tài sản trên 80% trên thế giới. Ví dụ vậy, thì bạn sẽ thấy rằng cái câu chuyện và những cái ý nghĩa mình dẫn dắt vấn đề nó sẽ rất là hay. Thì bạn có thể tìm hiểu những cái câu chuyện ngắn mà tôi tích chữ và tôi liên kết, tôi tìm hiểu và tôi viết nên cái kế hoạch làm giàu và áp dụng bí quyết thành công. Tôi chia sẻ trên 100 cái mẫu chuyện ngắn. Và cái cuốn mà Thuyết Phục Nhân Tài, một cái quyển sách thứ hai nữa đó bạn, của tôi chia sẻ, thì bạn thấy ở trong đó tôi có nghiên cứu 500 cái mẫu thành công của CEO. Thì như vậy thì bạn thấy là những cái mẫu chuyện ngắn, nhiều khi bạn có thể làm những cái đoạn content gửi trên Facebook hoặc là bên blog của mình. Tuy nhiên ngày hôm nay xu thế trend là người ta sử dụng video, thì bạn có thể biến những cái câu chuyện đó trở thành những đoạn video clip. Mặc dù bạn có cái kỹ năng hoặc không có kỹ năng làm video, thì bạn có thể học thêm cái cách chúng ta dẫn dắt vấn đề. Hoặc nếu các bạn có những cái cách mà chúng ta chia sẻ và chúng ta làm trên internet, thì bạn có thể có những cái cách mà chúng ta có thể là chúng ta dùng cái điệu bộ của mình, nét mặt của mình, giọng nói của mình. Nếu chúng ta có những cái điểm mạnh đó, thì bạn có thể xây dựng những đoạn video clip để bạn chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm hay, vân vân. Thì đó là kỹ năng thứ tư. Tôi đã tổng hợp lại 4 kỹ năng mà bài đầu tiên của chúng ta chia sẻ, và chúng ta đã có những cái bài tập cho các bạn tham gia của cái chuyên đề số 1, đó là kỹ năng nói chuyện trước ống kính. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp phần kỹ năng thứ 5. Đó là gì? Kỹ năng thứ 5 là gì các bạn? Đó là chúng ta lặp lại những điểm chính để nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có những cái bài tập trải nghiệm. Tôi lấy ví dụ như là khi mà bạn định hướng cái sản phẩm dịch vụ của mình đi theo hướng nào. Tôi lấy ví dụ như là Viện Đào tạo Bách Khoa. Tôi định hướng là tôi đào tạo cho CEO của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME. Thì thường các bạn thấy nè,
hình ảnh của trên slide tôi lấy từ những cái gì, những cái hình ảnh mà tôi đã đào tạo cho nghề giám đốc, hoặc là một số cái chiến lược marketing, hoặc là marketing online, hoặc là bất động sản, thì bạn thấy là những hình ảnh là những chuẩn chỉnh cho các CEO, và bạn nhắn đi nhắn lại rằng là tôi chuyên đào tạo cho các cái doanh nghiệp SME. Thì chúng ta thấy rằng đào tạo cho SME thì chúng ta phải là người có kiến thức và có sự trải nghiệm, mà tôi gọi là trải nghiệm 4.0. Bây giờ là chúng ta là chuyển đổi số, trải nghiệm 4.0, thì bạn phải có những sự trải nghiệm đặc biệt. Tôi lấy ví dụ như bạn nói về bất động sản, có những chuyên gia nói bất động sản, bạn đã chưa từng thất bại bất động sản, bạn đã chưa từng thành công trong bất động sản, thì bạn không thể nào có được những cái kinh nghiệm trải nghiệm thật sự. Tôi lấy ví dụ như pháp lý về bất động sản, bạn thấy như vậy thôi, nhưng thật sự có rất nhiều cái rủi ro trong đó. Và tôi đã thành công trong bất động sản, ví dụ như bạn đã không từng thành công trong đầu tư chung cư, thì làm sao bạn có thể tiếp cận với những CEO danh chủ. Tôi lấy ví dụ như vừa rồi là tôi có tung lên cái video clip về anh Nguyễn Duy Thành đó, bạn là một trong những chuyên gia về quản lý tòa nhà chung cư. Thì bạn biết đó là khi mà tôi có một thế mạnh là tôi đào tạo các CEO và các cái môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, thì tôi ngồi tôi chiêm nghiệm, tôi thấy là mình có thế mạnh đó, và gì với một cái nguồn vốn là 2 tỷ, tôi lấy ví dụ chính xác là 2 tỷ đi, thì bạn đầu tư được một cái căn chung cư, mặc dù là có nhiều người không thích ở chung cư, nhưng tôi phải tìm ra được cái phân khúc tại sao chung cư có thể là chúng ta thành công được. Tại vì sao? Tại vì những người đi làm văn phòng người ta muốn là sao? Một xí nha mọi người ơi, sorry mọi người. Alo, sao bạn? Ok, rồi bạn thấy là nếu mà chúng ta thấy phân khúc chung cư thì chúng ta thấy rằng là chúng ta mua để đầu tư, không phải chúng ta ở. Nhưng mà một số những người mà mua chung cư là những người đi làm công chức hoặc là làm những cái công ty, người ta muốn là sao? An toàn, lên đó là phải có người bảo vệ, rồi có camera, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta bỏ 2 tỷ mà chúng ta mua một căn chung cư và chúng ta cho thuê lại, thì đâu đó khoảng thị trường bây giờ là khoảng 6 triệu đến 7 triệu một tháng, đúng không ạ? Thì cái tỷ suất lợi nhuận cũng được, nó trên cái mức của ngân hàng. Nhưng theo tôi đã thành công như thế này các bạn. 2 tỷ đó tôi không mua một căn chung cư, mà tôi sử dụng, tôi tạm gọi đó là quyền mua chung cư. Và lợi thế của tôi là gì? Lợi thế của tôi là có rất nhiều hàng ngàn những cái học trò mà làm trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Và trong cái lúc mà tôi chia sẻ kiến thức về chốt sale bất động sản, chia sẻ về chăm sóc khách hàng bất động sản, tôi chia sẻ về làm sao chúng ta có kiến thức để chúng ta có được cái chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, thì tôi qua cái trò chơi và qua cái cách mà tôi chia sẻ, thì tôi sẽ biết được em này nó sẽ có thương hiệu này ABC, và tôi biết em này mạnh nó thế nào ở quận 7, quận 6, quận 8, và tôi có hệ thống sale trải dài mà tôi không cần phải trả một cái phí nào cả, mà tôi sẽ ra một ý tưởng như vậy. Thầy có 2 tỷ và thầy muốn đầu tư khoảng 10 căn chung cư. Thì các bạn biết giai đoạn đầu tiên của chung cư mà chưa làm móng á, có nghĩa là đang một cái trên, còn trên cái sơ đồ và cho một ý tưởng và một dự án đang trình với ban thành phố để chúng ta phê duyệt, thì ngay lập tức bạn chỉ cần 200 triệu. 200 triệu là bạn có thể đặt cọc một cái căn chung cư khoảng 65-75 m², 2 phòng ngủ, đúng không? Một phòng khách, 2 phòng ngủ, v.v. Thì như vậy thì, và mình cam kết với các bạn môi giới đó là cam kết trong vòng 6 tháng và 1 năm thì sẽ ra hàng cho chúng ta. Thì các bạn biết đó, từ 200 tới 1 năm sau một quyền mua là tôi bán được 400. Như vậy thì 4 căn, chục căn, đúng không? Thì cái số tiền bạn nhận lên. Thì đó là cách mà để tôi đã làm kinh doanh trong ngành bất động sản. Thì bạn phải là người trải nghiệm, và những cái căn chung cư đó bạn phải xem vị trí, giống như tối hôm qua tôi chia sẻ bạn 6 nguyên tắc vàng trong đầu tư đất nền bất động sản. Tại vì trong cái lĩnh vực bất động sản nó rất nhiều cái lĩnh vực phân khúc nhỏ khác nhau. Thì tôi đã từng làm đất nền, tôi đã từng làm chung cư, như vậy thì bạn phải có sự trải nghiệm khách hàng, tôi gọi là trải nghiệm khách hàng 4.0, và trải nghiệm thực hàng thực tế thì bạn mới nêu được những cái điểm mạnh, điểm chính đó. Đó là cái kỹ năng thứ 5 tôi đang nói với bạn, lặp đi lặp lại. Và bạn có thể là thấy là tôi đã có kinh doanh nhà nát luôn. Thì những cái phân khúc bất động sản đó, ngoài ra tôi có những cái dự án về solar farm, có nghĩa là nói về bất động sản thì tôi có đủ những cái kinh nghiệm và có những trải nghiệm từ lý thuyết thực tế, và từ thực tế tôi trải nghiệm trở thành một cái quy trình để chúng ta đầu tư.
như thế nào cho hiệu quả, thì bạn phải có những cái lòng, những cái kiến thức và lặp đi lặp lại những cái điểm chính đó để làm điểm nhấn. Thì lúc đó cái viện đào tạo Bách Khoa, và tôi nhấn mạnh vào điểm đó, và tôi có một điểm mạnh nữa là tôi có học viện và tôi có thể mời những cái diễn giả, những cái người doanh chủ các bạn biết rồi, doanh nhân là ok đúng không ạ? Doanh chủ là những người khởi nghiệp doanh nghiệp là chủ thật sự. Ví dụ như là người là có cái quyền quyết định cực kỳ cao trong tổ chức đó. Ví dụ như chủ tịch hội đồng quản trị là người sáng lập, hoặc là những người co-founder, ví dụ như phó chủ tịch hội đồng quản trị, người ta có những quyền quyết định, thì chúng ta thấy rằng là cộng chung sức ba những cái điểm chính đó, thì cái bài diễn thuyết của chúng ta nói chuyện trước công chúng cực kỳ hiệu quả. Và bạn có thể sử dụng cái case study của tôi và bạn chiêm nghiệm tới lĩnh vực. Ví dụ như lĩnh vực của bạn là mỹ phẩm, thì mỹ phẩm nó cũng là một lĩnh vực khá hay. Nếu chúng ta làm đúng, tất cả, tôi cam kết cho bạn rằng tất cả ngành nghề trên thế giới này đều rất hấp dẫn, khá hay. Tuy nhiên cách chúng ta làm và thực hiện quy trình kinh doanh như thế nào để chúng ta đi vào lòng người là một cái điểm khác biệt. Đó là lý do tại sao trong các cái chương trình đào tạo của quốc tế, ví dụ như thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ quản trị kinh doanh, người ta luôn luôn lúc nào cũng đề cao cái đạo đức trong kinh doanh. Đấy, thì chúng ta trong cái kỹ năng này, bạn phải tìm hiểu xem check lọc những cái nào core, tôi gọi là tiếng Anh gọi là core trong ngân hàng, gọi core banking, nhưng mà tôi nói là bạn phải check lọc được những cái cao thủ cốt, những cái điểm check lọc của mình nhất để làm một điểm mạnh để chúng ta tiến công, và chúng ta sẽ tự tin có cái khả năng nói trước ống kính hoàn toàn. Cái video clip này có thể public ở bên ngoài, chúng ta không sợ gì cả, chúng ta là kiến thức đó mà. Như vậy thì bạn sẽ có những sức hút mãnh liệt để bạn có thể thành công trên cái môi trường internet. Mà ngày hôm nay quá nhiều video, bạn biết một ngày là trên mấy triệu cái video upload lên YouTube, và bạn phải làm sao có những cái nét đặc trưng để chúng ta có những cái sức hút hấp dẫn khác. Đó là cái ý tưởng thứ năm, kỹ năng thứ năm. Và chúng ta thấy rằng là qua cái kỹ năng thứ sáu, đó là bạn phải là chính mình với phần đẹp nhất. Bạn phải là chính mình thì như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái phân khúc riêng. Tôi lấy ví dụ như là bạn thấy là trong cái lĩnh vực đào tạo đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chia theo hai lĩnh vực, hai cái xu hướng, hai trường phái, mà cũng để trao cái giá trị cho xã hội này. Nhưng mà đào tạo theo hướng là phát triển khả năng tiềm ẩn của con người, khám phá năng lực bản thân của con người, đó là hướng theo NLP. Thì một số cái tổ chức đang đi theo cái hướng đó, hoặc là cái hướng là bạn đào tạo để chúng ta có một cái nghề, chúng ta có một cái khả năng set up một quản trị một doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ kết hợp cả hai. Tuy nhiên để là chính mình thì bạn phải tìm một cái phần core chính của mình, phần đẹp nhất. Tôi lấy ví dụ như là kinh nghiệm của mình đã từng làm ngân hàng, kinh nghiệm của mình đã từng làm công ty về công nghệ, tôi lấy ví dụ như là Viettel từ những đời đầu, gọi là F1 của Viettel. Thì bạn biết là lĩnh vực của Viettel đầu tiên đó chính là lĩnh vực VoIP. VoIP là 178, Bưu điện chúng ta có 171, và Sài Gòn Postel có 177. Và Sài Gòn Postel là một trong những công ty của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Bạn phải hiểu được cái những cái phần đó là những công ty là cổ phần đầu tiên nhất của Việt Nam. Đấy, là một công ty chuyên về ngành viễn thông là cổ phần. Thì bạn thấy rằng là nó sẽ có là lĩnh vực VoIP 171, 178, 177. Sau đó thì có viễn thông điện lực ra đời, thì bạn thấy rằng khi mà ngành viễn thông như vậy thì bạn thấy rằng là chúng ta có phần áp dụng được những cái công nghệ để quản trị doanh nghiệp, để chúng ta có những cái bùng nổ. Thí dụ như internet thì ngày trước là chúng ta quay số 1269, 1278 v.v. 1278 là của viễn thông quân đội. Thì bạn thấy bắt đầu chuyển dịch cái công nghệ đó trở thành gì? VoIP, và trở thành ADSL băng thông rộng, và trở thành dịch vụ thuê kênh riêng là Slyline. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái chuỗi nó sẽ phát triển từ cái 1.0, 2.0, 3.0. Đó là lý do tại sao viện đào tạo Bách Khoa có những kinh nghiệm đó, và chúng ta sẽ đi theo cái xu thế chuyển đổi số rất là nhanh. Và trong cái quá trình, ví dụ như chúng ta thấy ngày hôm nay có mùa đại dịch xảy ra, như vậy thì chúng ta trong cái nguy cơ thì chúng ta phải tìm cơ, trong cái nguy, cơ hội trong thách thức. Thì thấy là chúng ta có những cái phần đẹp đó, và chúng ta có kinh nghiệm, có cái core value chính cái đó, là chúng ta áp dụng công nghệ. Và xu thế bây giờ là nền kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức và kinh tế trải nghiệm 4.0.
giai đoạn ngày hôm nay là trải nghiệm 4.0. Tôi lấy ví dụ như là ngành bất động sản, tôi đã từng tư vấn cho một số công ty là bạn có thể trải nghiệm thực tế ảo, bạn có thể tạo những VR video mô phỏng cái dự án chúng ta. Ví dụ như chúng ta có một dự án ở Long Thành, chúng ta có một dự án bất động sản ở Vũng Tàu, thì bạn có thể mô tả, dùng công nghệ để mô tả. Thay vì bạn phải dùng xe đón khách, chở xe đi, thì chúng ta có thể sao sử dụng một cái mô hình thực tế ảo 3D, bây giờ là đi trên 4D, để cho khách hàng ngồi tại chỗ ta trải nghiệm. Thì ngày trước có một cái công ty là Selling, họ cũng dùng để mô tả về trải nghiệm của city. City là thành phố, các cái thuê các cái căn cao ốc mà cao ốc ảo trên online, giống như là Alibaba hoặc là những cái trang mạng khác mà họ cho thuê cái sale. Cái sale là một cái gọi là một cái cửa hàng, một cái giống như một cái landing page trên một cái hệ thống website. Thì đó là một cái phần công nghệ khác, tôi nói một tí xíu như thế này thế để bạn hiểu rõ. Và người ta landing page nó cũng là một cái công cụ để nó sử dụng big data. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có một cái tên miền là thailandtoan.com, công ty abc.com. tuy nhiên chúng ta để như vậy thì không thể nào phát triển được. Như vậy thì bạn phải có những cái landing page nhỏ, ví dụ như thailandtoan.com / landing page bất động sản, hoặc là bất động sản thailandtoan.com. người ta cho những cái subdomain như vậy thì bắt đầu sao nhiều người sử dụng. Tại sao họ cho miễn phí? Họ cho miễn phí là họ có chiến lược. Có lấy ví dụ như tại sao Google, Facebook miễn phí, nhưng mà họ lấy phí từ đâu để họ trở thành tỷ phú? Thì đó là những chiến lược kinh doanh. Như vậy tóm lại kỹ năng này để cho chúng ta thấy rằng là mình có cái core value. Core là cái phần chính của bạn, value là giá trị. Cái giá trị và cái phần đẹp nhất của bạn nằm ở chỗ nào? Tôi lấy ví dụ như là có những bạn nói MC diễn đạt bằng ngôn từ, có cái trí thông minh về ngôn từ và từ vựng, họ có thể dùng cái kỹ năng luyến lái và nói chuyện và những ánh mắt, có thể bạn sẽ là một trong những cái kỹ năng bạn sẽ thành công khi bạn chia sẻ trước công chúng. Những người người ta có một thế mạnh, tôi lấy ví dụ như là có một số ví dụ như là làm MC của đài truyền hình, tôi lấy ví dụ một schedule thực tế cho bạn thấy nè. Giống như chị Quỳnh Hương thì là chị dẫn chương trình trên đài truyền hình HTV, HTV7, HTV9, và sau đó là chị có thể tạm dừng ở MC đó, hoặc lâu lâu xuất hiện trước cái sự kiện event nào đó, nhưng chị chọn một phân khúc là đào tạo. Và đào tạo gì? Thần số học. Thần số học nó có cái cách mà chúng ta Viện Đào tạo Bách Khoa cũng có kinh nghiệm cái phần đó, đó là dùng cái thuật toán của Pythagore. Và bạn thấy là thí dụ như chúng ta đọc vị khách hàng, thí dụ như tên là Thái Lâm Toàn, thì cộng các chữ số và chữ số linh hồn, chữ số âm thanh và chữ số, tất cả các chữ số lại có khoảng 19 cái yếu tố mà cộng lại cái chữ Thái Lâm Toàn, thì chúng ta là dân sale bất động sản. Chúng ta có cái co chính là đọc về khách hàng và thần số học. Thì bạn chỉ cần nghe cái tên Thái Lâm Toàn, thì khi mà bạn giao tiếp, bạn là sale mà bạn chưa tiếp xúc tôi, thì bạn gọi điện thoại alo là thì bạn đã định hình ra anh này thuộc nhóm mấy, là nhóm người nào, và chúng ta dùng ngôn từ gì, và chúng ta định hướng anh là cái gì, anh ta là gì, thì chúng ta nói vào. Và chúng ta có dịch vụ sản phẩm là đất nền hay là chung cư hay là những cái dịch vụ liên quan tới bất động sản, thì anh ta sẽ dễ chấp nhận hơn và chúng ta dễ chốt sale hơn. Thì đó là cái cách bạn hiểu được cái phần đẹp nhất của mình để chúng ta có thể có được những đoạn video clip, có những cuộc gọi điện thoại, và chúng ta có những cái cách chúng ta chốt sale cực kỳ hiệu quả. Đó là kỹ năng thứ 6. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy rằng là kỹ năng nói trước ông trời kính, là chúng ta tập hợp rất nhiều cái kỹ năng để chúng ta có thể thành công, để chúng ta tạo những đoạn video clip cực kỳ hiệu quả. Thì bạn làm sao nó diễn đạt được, thì bạn phải tổng hợp sigma những cái kỹ năng background của bạn để chúng ta có để những cái kỹ năng cực kỳ hiệu quả. Rồi, kỹ năng thứ 7 tôi chia sẻ cho các bạn đó là gì? Là bạn phải tự tin. Tự tin có nghĩa là để mà tự tin thì bạn phải có kiến thức nền, bạn có sự trải nghiệm. Sự trải nghiệm này có thể là sự thành công và thậm chí có những sự là thất bại, những việc thất bại. Đó là lý do tại sao bạn thấy là có một số người đi xu hướng là nếu tôi thuê anh về làm CEO mà anh đã thành công thì tôi thuê, còn ngược lại cái ý tưởng của tôi là anh nào càng thất bại thì tôi càng thích làm nên đó. Tại sao bạn? Tại vì anh đó là có thất bại, có sự trải nghiệm rồi, và anh ta đến giai đoạn như này hợp tác với mình thì anh ta sẽ giảm thiểu cái rủi ro. Chúng ta thấy rằng là những người luôn luôn thành công thì chúng ta thấy là có thể họ trong cái thương vụ này họ thành công, nhưng mà
chắc chắn một điều, có thể đây là một sự thất bại và anh ta chưa có sự trải nghiệm về sự thất bại. Thì trong ngành tài chính ngân hàng bạn thấy là có rất nhiều người, có một số nhân vật mà bạn thấy có thể tìm hiểu trong lịch sử là anh ta chỉ có 28 tuổi thôi mà anh ta làm một cái ngân hàng phá sản trên 200-300 triệu USD. Bạn thấy là một cái con số cực kỳ kinh khủng, với số tiền đó có thể đánh sập cả một ngân hàng. Thì cái sự tự tin này nè, chúng ta có một sự chắc lọc. Trải nghiệm của tôi là 2B. 2B có nghĩa là B đầu tiên là prepare, có nghĩa là bạn phải chuẩn bị. Có một cái câu nói là thất bại trong việc chuẩn bị là chuẩn bị cho việc thất bại. Và trong tất cả các cái việc mà tôi làm, tôi lấy ví dụ sáng mai tôi đi gặp một đối tác, anh ta là một phó tổng của ngân hàng, thì đâu đó tôi phải có những cái nội dung tham khảo về đồng chí Nguyễn Văn A đó. Nguyễn Văn A đó là quê ở đâu, tốt nghiệp qua là ngành gì, anh là thiên hướng mà là gì, anh là chuyên về tài chính của chứng khoán hay anh là tài chính quản trị doanh nghiệp, hay là anh có những cái skill gì đặc biệt và anh thích những cái dự án thuộc khẩu vị đầu tư nào, và mục tiêu của anh ta làm việc cho mình để làm cái gì, hợp tác với mình là cái gì. Có nghĩa là chúng ta chuẩn bị tất cả các dữ liệu và chúng ta có những cái gọi là tạm gọi là nghiên cứu thị trường cơ bản đối với những cái đối tác chúng ta chuẩn bị đi gặp gỡ. Thì đương nhiên những người đó là đối tác và là bạn bè của mình lâu năm thì mình cũng đã có những cái database, cơ sở dữ liệu về người đó, hoặc là doanh nghiệp đó, đối tác đó, thì bạn phải chuẩn bị những cái nội dung và chúng ta collect những cái nội dung đó lại và chúng ta chọn lọc. Và cái B thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cho bạn rằng là practice, là thực hành. Các bạn thân mến, thì có những cái buổi mà tôi đi giao tiếp với các bạn, tôi đi giao tiếp với đối tác và tôi thấy rằng là khi mà tôi nói chuyện với đối tác, có những câu nói tôi bị hớ. Nhiều khi đó là mình vô tình, ví dụ như mình muốn khen người đó nhưng mà vô tình mình về mình suy nghĩ lại, mình nói chết rồi, mình khen cái cô đó là CEO nhưng mà nhiều khi cô đó lại hiểu lầm, mình lại đi cua cẩm cô đó, hoặc là mình có thể là cố tình để mình sao tạo cái ấn tượng cho người đó là mình cách là mình khen, nhưng mà vô tình cái đó lại là chạm vào nỗi đau của người ta. Như vậy thì bạn phải practice, và practice có nghĩa là chúng ta thực hành trải nghiệm, thực hành trải nghiệm, chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta lấy sự chân thành trong cái practice này, chúng ta lấy sự chân thành, cái đó em lỡ, em không biết, vân vân. Bạn phải nhớ rằng là chúng ta là con người thì chúng ta cần phải có thời gian, và cái kỹ năng nói chuyện trước ống kính, các bạn thấy không, nãy giờ tôi quạt náo bằng những cái ngôn từ và những chỉ cần một cái ý nói là sự tự tin, thì tôi có thể có rất nhiều cái dẫn chứng bài viết nói chuyện về những cái practice repair đó. Thì bạn thấy rằng là kỹ năng nói chuyện trước ống kính này, thì cái kỹ năng thứ bảy là tự tin, là bạn phải focus vào 2B, repair và practice. Thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chia sẻ cho bạn, và có một thời gian tiếp theo là bạn có thể là thực hành trải nghiệm về những cái ví dụ này, thì tôi thấy cực kỳ hiệu quả để bạn có cái kỹ năng nói chuyện trước ống kính. Và kỹ năng thứ 8 là gì? Là bạn, lúc đầu tôi đã chia sẻ cho bạn, đó là bạn phải có một dàn bài, có một cái sơ đồ ý tưởng cho cái việc chúng ta trình bày ngày hôm nay, hoặc là chúng ta cho một ý tưởng chúng ta làm video clip này. Thì các bạn thấy rằng là cái phần chốt lại vấn đề, chúng ta phải con cộng lại là ngày hôm nay tôi nói bao nhiêu ý? Dạ em nói 8 ý, 8 kỹ năng đó. 8 kỹ năng đó có thể là kỹ năng số 1, bạn sẽ bị lộn số kỹ năng số 2, có thể số 2 là lộn số 7, số 7 lộn số 6. Tuy nhiên, chốt lại vấn đề, chúng ta muốn nói trong buổi nói chuyện hôm nay, kết luận của buổi nói hôm nay là làm gì? Kết luận hôm nay là tôi chia sẻ giá trị cho cộng đồng là cách bạn có thể nói chuyện trước ống kính một cách tự tin, một cách chuyên nghiệp và có khoa học, và bạn kêu gọi một hành động nào đó, bạn phải thực hành. Practice và practice, chúng ta phải thực hành trải nghiệm, sai sửa sai, sau đó chúng ta edit lại, thì chúng ta mới có được một cái buổi nói chuyện trước ống kính cực kỳ hiệu quả và ấn tượng. Bạn kêu gọi một hành động nào đó, hoặc là bạn mua cái gì bán cái gì, clip ngày hôm nay đó là mua cái gì và bán cái gì, đúng không ạ? Bạn nào đang tôi đang nói mà bạn có thể là vô tình có cái cam thì bạn có thể tắt cam dùm, ví dụ vậy, mình hoàn toàn tự tin, đúng không ạ? Và những người đang nghe như vậy thì chúng ta có thể tắt cam đi bạn, tắt tiếng nói như là bạn dư luôn vậy nè, bạn có thể là tắt cam dùm tôi, ví dụ vậy. Thì như vậy thì bạn có thể là sao, kêu gọi hành động,
trong cái ý số 8 này chúng ta kêu gọi hành động là bạn nó làm gì đó. Ngày hôm nay tôi chia sẻ cho bạn kiến thức hay không? Vâng, rất hay và rất ít. Thì tôi kêu gọi hành động cho các bạn là hãy tham gia vào cái group Zalo này. Đó là group cho đi và còn mãi, doanh nhân giao hàng, để tôi chia sẻ bạn những ebook. Tôi có khoảng 10 triệu cái ebook về quản trị, về công nghệ, tâm lý khách hàng, v.v. Thì tôi sẽ chia sẻ từng bước, cứ cách một hai ngày tôi thấy cộng đồng ok thì tôi sẽ thả vào những cái ebook, và bạn có thể dùng cái ebook đó, bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình, bạn có thể thành công. Thì cái điều đó là mong muốn tôi cung cấp những cái giá trị thực tế cho cộng đồng. Đó là cái cách mà chúng ta có thể có những cái kỹ năng mà chúng ta kết luận vấn đề ngày hôm nay. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta chia sẻ. Và chúng ta cần có bài tập. Và ở đây, để sau này chúng ta thực hành sớm, thì tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái nguyên tắc là khi bán sớm. Đây, nguyên tắc bán sớm là gì? Có nghĩa là chúng ta bán trước. Bán trước là chúng ta sẽ có được những cái ưu đãi sớm cho người mua sớm, và giới hạn thời gian và số lượng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ có một món quà bán sớm cho các bạn từ đây cho tới 17 giờ chiều. Và số lượng chỉ cần 10 người, và chỉ cần bán đúng người. Tôi không bán bằng mọi cách. Đã. Và tôi có một tuân thủ nguyên tắc tôi là sao? Số lượng chỉ cần 10 người. Đó là một cái buổi chia sẻ, một cái khóa học. Đó là gì? 5 cấp độ marketing online bất động sản. Và 5 cấp độ marketing online bất động sản này, bạn có thể dùng 5 cấp độ này để bạn chốt sale ngành bất động sản, hoặc là bạn sử dụng 5 cấp độ marketing online này bạn sử dụng cho tất cả các ngành nghề khác nhau. Tại vì nguyên tắc đào tạo của Bách Khoa là dạng coaching, có nghĩa là đi theo hướng đối tượng của người dùng. Nếu 10 người này thuộc lĩnh vực bất động sản thì tôi sẽ chia sẻ chuyên đề bất động sản. Nếu bạn là kinh doanh về mỹ phẩm thì tôi sẽ focus tập trung marketing online về mỹ phẩm, hoặc bạn là kinh doanh dịch vụ bảo hiểm v.v. thì tôi có những cái kinh nghiệm đó tôi sẽ chia sẻ bạn. Thì 5 cấp độ marketing online này gồm có nội dung gì? Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn xây dựng một hệ thống tự động sale bất động sản đa kênh, có nghĩa là từ cái kênh Zalo, Facebook, rồi Zalo Official, rồi Fanpage, YouTube Content, Blogger v.v. bạn sẽ xây dựng những cái hệ thống bán hàng tự động, và bạn tạo phễu như thế nào đa kênh để chúng ta có thể xây dựng một cái hệ thống nền tảng trên internet kiếm tiền cho bạn ngay khi bạn ngủ. Bạn nhớ rằng là họ sẽ làm việc cho chúng ta sử dụng tự động hóa của việc. Và khi bạn có một đội ngũ sale, bạn có nguyên một doanh nghiệp sale online, bạn sẽ xây dựng đẩy trên nền tảng online, thì trong lúc bạn ngủ, hoặc trong lúc bạn nói chuyện, hoặc là trong lúc tôi chia sẻ những thứ như vậy, thì những người khác vẫn làm, và trong cái hệ thống đó vẫn làm cho chúng ta bằng công cụ là automation, công cụ tự động. Thì lúc đó cái hệ thống tự động sale của bạn đạt lên, bạn sẽ thực hiện hiệu quả hơn. Thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách làm như thế nào. Và tôi chia sẻ cho bạn 5 scale thực chiến bất động sản chuyển đổi số. Và từ 5 scale tutorial này, bạn sẽ liên hệ bản thân, thì tôi sẽ xây dựng cho bạn một cái sale đa kênh chuyên ngành về bất động sản hoặc chuyên ngành về mỹ phẩm. Và tôi chia sẻ cho bạn 208 ý tưởng viết content chốt sale. Và tôi sẽ chia sẻ cho bạn tài chính cho bất động sản chuyển đổi số. Ngày trước chúng ta chỉ suy nghĩ là marketing, chỉ cần là lấy tiền để chúng ta đổ vào quảng cáo. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta phải hoạch định tài chính cho cái lĩnh vực marketing, bất cứ lĩnh vực marketing nào. Ví dụ như marketing bất động sản thì bạn thấy là bao nhiêu phần trăm cho cái dự án đó, thường là bao nhiêu. Ví dụ dự án của bạn có thể là tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu, hoặc là doanh thu từ cái dự án bất động sản đó 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, thì cái tài chính dành cho marketing bất động sản bao nhiêu thì vừa để chúng ta xây dựng một cái hệ thống marketing online. Và tôi sẽ chia sẻ cho bạn 5 chìa khóa áp dụng chuyển đổi số thành công trong bất động sản. Rồi, cái khóa này tôi đang chia sẻ cho cộng đồng và cho các cái cộng đồng doanh nghiệp là 18 triệu đồng một khóa. Tuy nhiên đến với ngày hôm nay là tôi tạo giá trị cho các bạn, tôi sẽ giảm 50% cho các bạn, và chỉ duy nhất 5 bạn, chỉ duy nhất cho 10 bạn. Từ đây tới 17 giờ chiều ngày 20 tháng 8 2021 là 9 triệu một học viên. Và chia sẻ với bạn luôn, tôi đã thấy rồi, khi bạn học một cái chuyên đề, nhất là marketing online, mà marketing thì bạn biết rồi, và online, đây là một trong chuyên đề mà tôi là tự hào, là một trong người Việt Nam dẫn dắt cái chương trình này đầu tiên nhất và chia sẻ rất nhiều người, thì cái ngành này cũng hợp lý với tôi và đúng với
cái ngành nghề của tôi giống như là bạn thấy một cái ngành trong ngành đào tạo của một trường đại học, đó là quản lý hệ thống thông tin. Thì cái ngành quản lý hệ thống thông tin nó lại có ba cái ngành ở trong đó. Thì cái hàng marketing online này nè, nó lại phải là người am hiểu cả hai lĩnh vực, đó là lĩnh vực kinh doanh marketing và lĩnh vực công nghệ thông tin. Bạn phải biết những cái kỹ thuật để bạn xây dựng một cái hệ thống automation để tự động sale trên nền tảng online. Và cái web 4.0, web 3.0 là gì? Tại nó có cả một cái hệ thống tool. Thì tôi sẽ chia sẻ bạn đâu đó trên 1.000 tool công cụ ngày hôm nay trên marketing online. Quay lại vấn đề giống như là cái ngành mà là quản lý hệ thống thông tin, thì bạn phải biết được ngành truyền thông nè, bạn phải biết quản lý là quản trị nè, rồi hệ thống thông tin thì bạn phải biết những cái ngành nghề báo chí vân. Thì tôi là một trong những cái người mà xây dựng nên cái ngành quản lý hệ thống thông tin trong trường đại học. Thì tôi đã xây dựng nên cái ngành đó, thì trường đại học nào thì tạm thời tôi giấu tên. Thì tôi đã từng xây dựng ngành đó, và bạn thấy rằng nói ra như vậy thì bạn thấy rằng là để thành công trong lĩnh vực marketing online thì bạn phải hàm thụ hai lĩnh vực, đó là kinh doanh và bạn phải biết công nghệ. Như vậy thì tôi hiểu vấn đề như vậy, và tôi ra một cái quyết định như thế này. Có nghĩa là giảm giá thì tôi sẽ không giảm giá nữa, và giá trị không thể nào quy đổi bằng tiền như vậy. Thì tôi hiểu rằng là bạn làm một dự án nào đó thì bạn phải có người đồng hành. Thì tôi sẽ cho một cái option miễn phí cho các bạn như thế này. Có nghĩa là bạn sẽ đóng ưu đãi là chuyên đề 5 cấp độ marketing online bất động sản này là vẫn là 9 triệu một học viên. Đấy, học trong vòng 1 tháng. Đấy, 1 tháng thì ngày nào cũng học. Như vậy thì bạn sẽ được quyền mời một người bạn cùng học mình. Vẫn là 9 triệu bạn đóng 9 triệu. Nhưng người bạn này với điều kiện là phải làm chung một dự án với bạn. Ví dụ như là lĩnh vực bất động sản thì bạn phải làm chung với người đó. Để chi vậy? Để bạn có người đồng hành và chúng ta cùng thảo luận những vấn đề tôi chia sẻ, những cái vấn đề tôi coaching cho bạn. Thì như vậy thì chúng ta mới thành công được. Thì đó là cái ưu đãi ngày hôm nay. Nếu bạn tham dự khóa học này thì đây là số tài khoản của tôi. À, bạn có thể chuyển khoản vào số tài khoản này hoặc là số tài khoản của Viện Đào tạo Bách Khoa. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một sự ưu đãi và 5 cấp độ marketing này, và tôi chỉ duy nhất 10 người đào tạo cho một lớp 10 người. Từ đây cho tới 15 giờ ngày 28 ngày hôm nay bạn chỉ đăng ký được 10 người thôi, và người thứ 11 tôi không nhận. Và như vậy thì 10 người đăng ký, vậy là chúng ta lớp học chúng ta có 20 người. À, đó là cái cách mà bạn có thể đăng ký khóa học cho Viện Đào tạo Bách Khoa. Và tôi xin nhấn mạnh lại một số vấn đề về thông tin của tôi, là tôi hoạt động hai lĩnh vực, đó là đào tạo cố vấn doanh nghiệp khi bạn thấy có nhu cầu. Và vấn đề thứ ba mà tôi luôn chia sẻ với bạn, đó là tôi là một trong những nhà đầu tư hành động với cái chính sách là holding. Nếu bạn có dự án nào đó bất động sản hoặc các dự án khác mà tôi thấy hiệu quả, chúng ta sẽ cùng nhau triển khai dự án đó và tôi sẽ holding cùng bạn. Đây là một số cái thông tin. Thì khi mà bạn tham gia khóa học với chúng tôi thì bạn sẽ có được khoảng 15 cái quyền lợi là hội viên. Thì thường một cái hội viên mà tham gia hội viên của Viện Đào tạo Bách Khoa là 24 triệu một năm. Thí dụ như là bạn được tặng thêm, rồi được giảm bao nhiêu phần trăm, rồi bạn được những cái chương trình 10 triệu cái tài liệu download và 500 cái file thiết kế đỉnh cao, rồi bạn có những cái bộ công cụ quản trị doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ như là tôi có một cái file Excel cực kỳ hiệu quả về quản trị doanh nghiệp, giống như là một cái ERP thu nhỏ. Thì bạn biết rồi, Excel nó có một cái phần là Excel Visual Basic, có nghĩa là bạn có sử dụng ngôn ngữ lập trình để bạn xây dựng lên hệ thống. Tôi lấy ví dụ như là tôi quản trị doanh nghiệp theo cái hướng là quản trị tài chính, thì bạn đi theo cái nghị định 200 của Bộ Tài chính, và bạn thấy là cái nghị định đó là bạn nhìn vào thì bạn có thể quản lý được cái luồng cash flow của doanh nghiệp mà bạn click vào, nó sẽ có một cái bộ công thức, và thí dụ như bạn sẽ thấy quản lý được dòng tiền, phải thu, nguồn phải thu, phải trả, và cash flow nó đi từ đâu và tồn kho như thế nào. Bạn chỉ cần nhìn vào cái file Excel và bạn chỉ cần có một cái giáo viên nhập vào đó thì bạn áp dụng cho doanh nghiệp SME cực kỳ hiệu quả. Thay vì bạn phải sử dụng một cái ERP và bạn biết một ERP của một công ty bất động sản đầu tư thì số tiền tỷ trở lên. Như vậy thì tôi đã chắc lọc những bộ tài liệu này, và ngay cả tôi có những cái bộ công cụ để bạn có thể quản trị doanh nghiệp. Những cái bộ công cụ đó sẽ mô tả công việc và bạn làm sao đó có quy trình để chúng ta đánh giá KPI từng doanh nghiệp. Nó tóm lại là nếu mà bạn
tham dự khóa học của tôi thì bạn sẽ nhận đâu đó từ 1 tới 15. Riêng 15 cái quyền lợi này có quyền lợi thứ 15 đó là coaching miễn phí hàng tuần, một buổi thường 2 tiếng đồng hồ. Thì bạn biết rồi, một năm có 52 buổi như vậy thì tổng cái mà bạn lượng nhận được kiến thức thì đâu đó được lượng tử quá, đó là trên dưới khoảng 260 triệu, 260 triệu. Đó là một cái thông tin tôi chia sẻ tiếp tục cho Viện Đào tạo Bách Khoa. Và Viện Đào tạo Bách Khoa vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình là hàng đêm thứ năm chúng tôi sẽ có những chuyên gia. Bây giờ thì tôi chia sẻ một số, là tôi mời một số chuyên gia chia sẻ các bạn hoàn toàn miễn phí từ lúc 19:30 để bạn có những cái khóa học cực kỳ hiệu quả cho cộng đồng chúng ta. Và thường thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì tôi chia sẻ cho hội viên, giống như ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cho bạn ngoài cộng đồng. Tuy nhiên được cái một cái công ty bất động sản tài trợ chương trình này, có nghĩa là bạn sẽ được hàm thụ kiến thức mà không phải trả tiền 63 triệu. Rồi bây giờ tôi xin phép giao lưu với các bạn. Nãy giờ tôi chia sẻ cho bạn vậy, các bạn thấy có hiệu quả hay không? Và tôi muốn chia sẻ cho các bạn là hiện tại có rất nhiều bạn ra đây, và tôi sẽ muốn bạn có một bài tập trải nghiệm. Bài tập trải nghiệm 8 cái kỹ năng nói chuyện với ống kính. Thì bạn muốn chọn cái kỹ năng nào? Ví dụ như là bài tập tự tin, kỹ năng tự tin nói chuyện trước ống kính, nói chuyện trước công chúng, thì tôi nghĩ rằng là một bạn đó có thể chia sẻ cho chúng tôi. Thì tôi xin mời một cái bạn có một cái bài tập để bạn có thể thực hành. Đấy. Thì tôi đây có rất nhiều bạn. Biết bạn Lan Phương, Lan Phương có thể mở cam lên không ạ? Hello. Bạn còn đó không hay đang ngủ rồi? Hello. Rồi, bạn có thể mở mic cho bạn Lan Phương ơi. Dạ, bạn em chào thầy. Rồi, bạn có thể giới thiệu một chút về mình, và bạn đến từ đâu? Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Em tên là Lan Phương. Tôi em thì ở Quảng Bình, nhưng mà em đang sống ở Sài Gòn ạ. À, đang sống Sài Gòn. Thì em kinh doanh trong lĩnh vực gì? Dạ, em đang làm bất động sản ạ. À, em làm lĩnh vực bất động sản. Ừ. Vậy thì em thấy cái bài mà mình chia sẻ 8 kỹ năng này, em thấy có cái gì tâm đắc không? Thế ra là em không biết được là mình có cái lớp học này. Sáng hôm nay em mới biết nên tham dự. Sáng nay em mới tham dự. Còn cái đợt bữa trước thì em không được tham dự. Thì dạ, nãy giờ em nghe thầy nói thì thực sự ra là cái lĩnh vực bất động sản thì em cũng vừa mới làm mấy tháng nay thôi, nửa năm nay thôi, chứ trước đây là em làm văn phòng. Trước đây em làm văn phòng, bây giờ thì em mới tham dự vào cái bất động sản, nhưng mà bất động sản truyền thống á. Thế là công ty nào em? Dạ, của công ty nhà Việt ạ. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại giờ thì chắc dịch này thì công ty nghỉ hết sạch trơn rồi. Qua cái bài của thầy chia sẻ thì em mới nắm được vài ý cơ bản thôi, tại vì em không được học từ đầu, nhưng mà cái tựa đề của cái chủ đề này nó hơi hấp dẫn nên chị em tò mò một chút xíu ạ. Nghĩa là tò mò là giống như là như lúc mình nói chuyện trước đám đông, với lại là nói chuyện trước ống kính nó chưa được từ tin đó thầy. Với lại là câu chữ, như lúc là đứng trước mọi người gái tự nhiên bao nhiêu câu chữ ở trong người, trong đầu nó bay đâu mất tiêu, à nói không được, nó không ra cái ý của mình muốn đó. Thì nghĩa ra là khi mà em thấy thầy chia sẻ là cái cách để mà nói chuyện trước ống kính với lại là nói này nọ, tự nhiên em vô vào để em học hỏi ạ. Thì mong thầy với lại mọi người chỉ bảo thêm ạ. Không sao cả em. Như thế này em, một tin vui chia sẻ cho em là ngay cả những giảng viên những giảng viên mà người ta chia sẻ trên các cái diễn đàn, trên cái hội trường khoảng vài trăm sinh viên thì họ chia sẻ rất là ok. Tuy nhiên có một cái kinh nghiệm chia sẻ cho em là cái Viện Đào tạo Bách Khoa của mình đó có mở một cái hệ thống trường online và yêu cầu các thầy cô để quay video clip lại để thành những cái bài giảng. Thì lúc đó thầy cô làm rất là khó. Ở đây một điều để chia sẻ cho bạn như thế này là
chúng ta không luyện tập, chúng ta không có kỹ năng thì chúng ta khó mà chia sẻ trước ống kính. Nên yeah. là chúng ta không ngần ngại là lần đầu tiên mình chia sẻ không lưu loát, và lần đầu tiên mình còn có những cái rào cản thì chúng ta luôn luôn học tập, không sao cả. Lần này yên tâm. À, thì bây giờ có một cái bài tập có thể các bạn chiêm nghiệm, đó là cái bài tập số 7 đó, kỹ năng số 7 là tự tin. Thì các bạn có thể làm một cái bài tập nói về vấn đề gì đó, ví dụ như em là kinh doanh bất động sản của công ty nhà Việt đúng không, em có thể có một cái đoạn mô tả về cái sản phẩm của em. Em thường kinh doanh về đất nền hay là nhà phố? Dạ nhà phố. À nhà phố. Nhà phố thì em sẽ giới thiệu một cái căn nhà phố. Biết đâu được trong đây có nhiều anh em có thể thấy hứng thú thì mình có thể đầu tư vào cái nhà phố đó chăng. Ví dụ vậy. Thì tóm lại là 8 kỹ năng mình đã review cho các bạn. Và ở đây mình sẽ cố gắng, mình sẽ chắt lọc lại làm một cái video clip để tạo thành cơ sở dữ liệu để các bạn có thể nghiên cứu. Tuy nhiên trong cái thời gian mà tôi muốn các bạn là trong quá trình học, chúng ta sẽ thực hành luôn trên lớp. Thì bây giờ là em là cũng là người đã từng là làm bất động sản nhà Việt. Thì bây giờ em có thể có một cái ví dụ mình nói trước ống kính nè. Bây giờ giống như là thầy Toàn là giống như là một cái khách hàng. Biết đâu được em giới thiệu về mình thấy cảm thấy ok thì mình có thể là người đầu tư chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì em có thể thực hiện bài tập này nha. Trời. Em có thể chuẩn bị một phần học hỏi, em đang còn học hỏi thầy với không sao cả. Em cứ tự nhiên. Đó là lý do tại sao cái kỹ năng số 7 đó là bạn phải tự tin. À, tự tin. Mình cứ nói đi, mình đâu có sao cả. Cứ bị rào cản này hoặc là bị cái Smith test, bị cái lỗi này thì có thể chúng ta hiệu chỉnh lại, không sao cả. Đây là chúng ta cùng học tập với nhau. Đấy. Thì sao ta? Thực sự ra là đây là lần đầu tiên em chia sẻ, em tham dự thì em lắng nghe nhiều hơn là em chia sẻ. Không sao, không sao. À. Chính vì em ít chia sẻ thầy mới bắt được em đó, đúng không? Đây là cũng là cơ duyên mà đúng không? Chứ nếu mà là một chuyên gia mà đài truyền hình thì đâu có cần gì được phải nói nữa đâu, đúng không? Thì thí dụ như là em thường bán nhà như thế nào? Ví dụ như là nhà mặt phố là diện tích bao nhiêu em? Ở khu vực nào? Tầm giá là bao nhiêu? Vị trí bao nhiêu? Em có thể là giới thiệu cho thầy một căn đi. Rồi tài chính như thế nào? Có thể dùng đòn bẩy tài chính không? Có thể vay như thế nào? ABC đó, thủ tục ra làm sao? À, thầy mua với tư cách cá nhân thì nó khác, hay là mua qua công ty hay là qua viện đào tạo thì đó được khấu trừ thế hay không, rồi đứng tên sao ABC em sẽ tư vấn pháp lý cho mình. Em cứ thế giới thiệu đi. Trời ơi, có khách hàng lắng nghe là quá mừng rồi. Thật ra thì tất cả những cái thông tin này, những cái cơ bản của về một cái ngành bất động sản thì thực sự ra là em cũng đang tìm hiểu đó. Em tìm hiểu vừa học vừa làm đó, thành thử ra là em cũng vừa mới và tham dự vào cái cũng như là tìm hiểu về cái ngành bất động sản này là mới mấy tháng này thôi, còn trước đây thì em làm văn phòng đó, em làm 20 năm văn phòng lần rồi. Thì bây giờ nếu mà giới thiệu về một cái căn nhà thì những cái gì em biết về kỹ năng của em thì em học hỏi, thì ví dụ như là thầy là một khách hàng chẳng hạn đi, thì trước tiên mà thầy bảo là thầy đang cần. À, trước tiên thì em gặp thầy thì em có thể nói rằng là thầy ơi, thầy cần một căn nhà, căn hộ hay là đất hay là nhà phố. Nếu thầy nói là nhà phố thì bên em đang là kinh doanh nhà phố. Thế thì cái tài chính của thầy là mức độ nào? Ở mức độ nào? Rồi từ cái tài chính đó. Nhà phố khoảng 4 tỷ cho tới 10 tỷ. Dạ, tài chính là mức độ nào? Rồi thầy thích ở khu vực nào, quận trong quận nó còn có phường quận nữa. Quận 10, quận 5, dọc đường 3 tháng 2. Rồi lại ở trong quận nó còn có phường, mà phường mấy nữa. À, phường mà nào cũng được, miễn làm sao chỗ đó có thể một căn nhà khoảng 10 tỷ đổ lại, quận 10, mục đích mua là để cải tổ lại để cho thuê. Cho thuê thì đối tượng khách hàng thuê có thể là ngân hàng, phòng giao dịch hoặc là chi nhánh, hoặc là một cái công ty bất động sản nào đó. Chủ yếu là cho doanh nghiệp thuê để mình lấy dòng tiền. Và doanh nghiệp
mà em có cam kết được là khi mà mua nhà khoảng 10 tỷ đó đó, em có thể cam kết là cùng đồng hành để là mình cho một cái doanh nghiệp đó thuê lại trong đó mình lấy tiền trong vòng 5 năm, 10 năm để mình lấy cái đó, để lấy dòng tiền để mình có thể làm đòn bẩy để mình vay đồng vốn và dùng đối tác là ngân hàng. Ví dụ bên công ty em bất động sản thường có những cái đối tác là ngân hàng không? Có hỗ trợ được mình gì không? Yeah. Đó. Thì cách là em dẫn dắt vấn đề như vậy, em tự tin tại vì em đã nói chuyện, em đã có cái trải nghiệm rồi. Ví dụ vậy. Dạ. Yeah. Và em sẽ có những chính sách hỗ trợ luôn, có khách hàng như vậy luôn. Dạ, yeah, đúng rồi ạ. Sẽ có những cái căn bản giống như là tài chính của khách hàng, rồi khách hàng vay hay không vay bao nhiêu phần trăm, rồi hay là phải vay tối đa của cái giá trị của căn hộ ở căn nhà đó, rồi là pháp lý của cái căn nhà đó thì nó như vậy đó, thì nó sẽ có những cái pháp lý nó rõ ràng, nhưng mà có những cái pháp lý nó hơi rắc rối thì thầy có đồng ý hay không, rồi thầy có thể làm giống như bên công ty em có thể làm giấy tờ giùm thầy, hay là thầy tự đi làm giấy tờ đó. Nó có nhiều vô kể, nói chung là ở trong cái lĩnh vực bất động sản ấy thì nó thông tin về là cái tình huống nó rất là nhiều. À, mà em đang học hỏi. Dạ. Rồi thí dụ như là thầy thích hướng nào, thầy chính chủ hay là đúng rồi, thầy thích hướng lên nào, rồi kia mặt tiền thì thầy thích rộng bao nhiêu nào, đúng rồi là để cái đường đó thì thầy thích đường rộng bao nhiêu đó, nó thường là như vậy. Mặt tiền thì rộng mặt tiền rộng thì cái đồ bề ngang đây bề dài đây nó ngắn lại, hoặc là bề dài dài nhưng mà bề ngang nhỏ, để khá là rất là nhiều cái sở thích của từng người, từng cái yêu cầu, cái nhu cầu của khách hàng. Nói chung là nó nhiều ở trong lĩnh vực đến bất động sản, điều mà nói ra thì nó vô vàn, nó có một cái gì là gọi là chuẩn hết á. Nhiều lúc cái nhà này khách hàng đồng ý, nhưng mà nhà này khách hàng kia lại không đồng ý, thì theo cái nhu cầu, cái tài chính với lại cái hướng. Nhiều lúc nhà xấu nhưng mà đúng hướng người ta vẫn đồng ý, và nhiều lúc nhà đẹp mà không đúng hướng người ta cũng không mua, mặc dù nó rẻ. Nói nên chỉ là khách hàng thì muôn vàn, ý của khách hàng thì muôn vàn, mà cái nhà cung cấp sản phẩm nó cũng có rất là nhiều, thì làm sao mà cái cuối cùng mình chốt khách hàng gọi là chốt sale đó nó như thế nào mới là quan trọng. Rồi, cảm ơn. Cái đó là gọi là họ chắc phải học bổ sung thêm môn tâm lý nữa thầy. Dạ. Thì thật ra như thế này nè, cái cách mà mình trình bày trước ống kính thì nó có 8 cái ý tưởng, 8 cái kỹ năng giống như là lúc sáng giờ mình chia sẻ. Tuy nhiên nó sẽ cộng trừ thêm những cái phần là kiến thức nền của mình. Ngoài ra nó còn có một số cái chuyên đề, thí dụ như là 9 phương pháp đọc vị khách hàng. Mình có 9 phương pháp đọc vị. Chúng ta đọc vị theo DISC, chúng ta đọc vị theo thần số học, chúng ta đọc vị theo cửa sổ John Henry. Cửa sổ John Henry người ta sẽ cho ra 4 cái vùng tâm lý của khách hàng. Từ 4 vùng đó sẽ tỉnh tiến trở thành 13 loại khách hàng khác nhau. Và đó là phương Tây. Và tỉnh tiến theo cái đó là phương Đông mình. Thì nó có một cái tác phẩm điện ảnh đó là Tây Du Ký. Thì lại phân chia con người ta lại theo 4 nhóm thầy trò đường tăng, đúng không? Yeah. Từ 4 nhóm đó là mình đã chia ra khoảng 11 loại khách hàng. Đấy, thì mình phải có những cái phương pháp chiêm nghiệm khách hàng. Mình đọc vị được khách hàng, ví dụ như là khách hàng cởi mở, khách hàng phóng khoáng, khách hàng tự tin. Yeah, đúng rồi, mình còn có cả cái chuyên đề là 40 phương pháp xử lý từ chối khách hàng. Đấy, đó thì mình phải có tổng sức 2 là chăm sóc khách hàng 4.0, đúng không? Thì đó là để chia sẻ cho các bạn hiểu hơn. Và tôi nghĩ rằng là mình cứ tham gia học tập và chúng ta thực hành. Đó, giống như nãy là em đã được thực hành, nhưng mà em chưa tự tin lắm để em nói. Em chia sẻ về cái sản phẩm dịch vụ của mình. Đấy, mình phải tự tin. Đấy, hãy yên tâm. Tiền để em lo, miễn thầy chỉ cần có gì đó. Ví dụ vậy. Đó. Em cảm ơn thầy. Em lo giải pháp. Đấy, em sẽ có những cái tổ chức tài chính sẽ cho thầy vay, mà em tư vấn cái thầy quy tắc 50. 50 là 50% tài sản đó thầy có thể dùng đòn bẩy tài chính qua ngân hàng. Và thầy lấy được nguồn thu ở đâu? Ví dụ như thầy đi vay thì giống như thầy đi về mượn tiền của bà ngoại, bà ngoại ba sẽ hỏi 3 câu hỏi. Ví dụ vậy, khi nào em trả tiền, khi em có tài sản đảm bảo hay không, rồi khi em có cái nguồn tiền nào để em trả nợ cho vấn đề đó, vân vân. Có nhiều cái thủ thuật để chúng ta có thể trình bày một cách tự tin trước ông kính. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ chia sẻ một chuyên đề này thì mình tóm gọn 8 ý như vậy để các bạn có được một cái logic trong cái 8 ý đó. Đương nhiên là chúng ta leo thang, chúng ta leo thực bậc,
cấp 1, cấp 2, cấp 3, 4 thì sau đó sẽ có là kỹ năng thứ 9, thứ 10, 11, 12 qua, vân vân vậy đó. Thì đó là một cái cách để mình chia sẻ để chúng ta tương tác, chúng ta hiểu hơn những cái chuyên đề của Viện Đào tạo Bách Khoa. Rồi xin cảm ơn bạn Lan Phương. Nếu mà bạn nếu mà bạn muốn nhận giá trị nữa của Viện Đào tạo Bách Khoa thì bạn có thể vào cái nhóm Zalo. Zalo là mình có boxing group chat đó. Thì em có thể tham gia vào cái group đó hoặc là số điện thoại. Đấy, thì bạn có thể kết nối vào cái group này. Rồi, cảm ơn bạn Lan Phương rất nhiều. Bây giờ xin Zalo thêm một bạn nữa đi ạ. Bạn bạn nào đây ta? Bạn nào bạn có thể mở cam lên, đó là bạn Ngô Sĩ Nguyên. Xin mời bạn Ngô Sĩ Nguyên. Bạn Ngô Sĩ Nguyên còn đó không ạ? Hello. Bạn có còn thức không? Chúng ta sẽ còn 5-10 phút nữa chúng tôi sẽ kết thúc. Tôi muốn các bạn có một cái thực hành. Cảm ơn bạn Lan Phương. Bạn Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn là ai ta? Bạn Ngô Sĩ Nguyên đâu rồi? Còn đó không ạ? Hello. Bạn Thúy Nguyễn có đó không ạ? Bạn Thúy Nguyễn ơi, chúng ta giao lưu đi ạ. Bạn Mỹ Hạnh. Bạn Mỹ Hạnh, chúng ta tự tin giao lưu nha. Bạn Thảo Đỗ nè, rất nhiều bạn. Alo. À, Mỹ Hạnh là rồi, ok. Bạn Mỹ Hạnh không thể giao lưu được. Bạn MBT là bạn bạn tên gì? Bạn MBT. Nếu bạn nào không có khả năng bật cam, mình cũng có thể giao lưu bằng mic cũng được. Chúng ta có thể giao lưu mở tí xíu. Bạn Thảo Đỗ ơi. Hello. Dạ em nghe nè thầy ơi. Rồi. Bạn có thể cho một cái số cái cảm tưởng về lớp học, hoặc là bạn có thể thắc mắc gì đó bạn có thể hỏi, hoặc chúng ta có thể có một cái bài tập trải nghiệm trong cái việc mà chúng ta nói chuyện, chúng ta trình bày một vấn đề nào đó. Dạ. Mà quan trọng nhất là nói trước ống kính nữa. Đấy. Dạ, em Trân rất là cảm ơn thầy đã chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của thầy cho mọi người, mà được chia sẻ free nữa. Thành ra là rất là biết ơn với những cái điều đó. Dạ. Thì qua cái buổi học này thì tụi em còn biết thêm những cái điều mà trước đây mà tụi em không có biết. Chẳng hạn như là khi mà mình chia sẻ một cái topic nào đó thì mình cần phải lên một cái list main point, giống như là mindset mà hồi nãy anh như thầy chia sẻ trước đó đó. Nó sẽ giúp cho mình tập trung hơn vào cái việc chia sẻ những cái ý chính thay vì mình cứ nói lan man. Dạ. Cái đó là những cái điểm mà em rất là tâm đắc, để mà sau này khi mà mình nói một cái vấn đề nào chính thì mình nên note ra khoảng 3-5 điểm chính để mình nói thôi, chứ mình sẽ không có tốn quá nhiều thời gian để mình nói những cái vấn đề nó không có liên quan tới cái chủ đề mình cần chia sẻ với mọi người. Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất là tốt. Cũng chia sẻ cho bạn luôn là thường một cái bài nói á, thì thường đúng như bạn Thảo nói, thường chia sẻ khoảng 3-5 ý thôi. Tuy nhiên là ngày hôm nay là mình là đào tạo chia sẻ thì mình phải tìm đâu đó phải 8 ý nó mới hết ý. Thì thường một cái bài diễn thuyết khoảng 3 ý là ok bạn. Một bài ngắn gọn tùy vào cái 5 phút hay 10 phút, mình chỉ cần nói 3 ý thôi. Thì cái một trong những cái ý tưởng mà bạn trở thành người thành công, mà bạn trở thành một cái người mà có sức hút với người khác, và bạn trở thành leader của đội nhóm, thì bạn phải là người có kỹ năng nói chuyện lưu loát. Đặc biệt ngày hôm nay là kỹ năng nói chuyện trước ống kính, để bạn tạo những cái video, để bạn làm marketing video. Thì đó là một cách hiệu quả để chúng ta xây dựng một cái nền tảng kinh doanh online. Thì các bạn biết rồi, online ngày hôm nay thì tôi không có nói thêm nữa là online nó có hiệu quả như thế nào. Thì tóm lại bạn có thấy rằng là online nó là có một cái cuộc di dân rất lớn từ offline sang online. Mà ngày trước bạn sẽ không thấy rõ bằng cái mùa đại dịch này, thì nó sẽ cho chúng ta thấy sự di dân đó là rất cụ thể. Mà ngay cả ngành giáo dục và các ngành khác mà ngày trước chúng tôi phải đứng, phải la hét, phải thuyết phục những cái nhà lãnh đạo để làm sao đó xây dựng một cái hệ thống online ABC. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không cần phải la hét nữa, thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái xu thế, một cái trend. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là
kỹ năng nói chuyện trước công chúng cực kỳ hiệu quả. Rồi bạn Thảo có ý kiến gì thêm nữa không ạ? À? Dạ em có xin nói. Bạn Thảo đến từ đâu? À, dạ em đang làm cho một cái công ty về tư vấn thuế với kế toán. Công ty dịch vụ tư vấn thuế về kế toán. Dạ, tư vấn thuế về kế toán. Ở làm sao bạn biết cái chương trình này? Dạ em tham gia một số group trên Zalo của mình á. Với em cũng có biết về tập đoàn Mylan. À Zalo group nào em? Dạ em thấy group Fin Club Việt Nam ạ. À Fin Club Việt Nam, ok. À chỗ anh Hoàng Đường. Okay. Dạ. Ok, cảm ơn em. Tại sao mình hỏi như vậy? Tại vì mình hỏi để mình có sự đo lường. Sự đo lường là truyền thông đến từ nguồn nào nó sẽ hiệu quả, nên là không có sao cả bạn. Ok. Là bạn tư vấn về thuế tài chính. Dạ đúng rồi. À rồi ok. Rất là cảm ơn bạn. Có một bạn nữa, chắc chúng ta cho một bạn một ý kiến nữa là chúng ta sẽ tạm dừng. Là bạn bạn nào có thể xung phong không ạ? À bạn MBT. Rồi cảm ơn bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình. Có thể mở cam, tiện thì mở cam, còn không thì cũng không sao bạn. Chủ yếu là giao lưu. À MBT. Rồi bạn có thể mở mic cho bạn. Rồi. Dạ chào thầy, chào các anh chị ạ. Rồi cảm ơn bạn, chào bạn. Bạn có thể giới thiệu tên mình. Bạn có nghe từ đầu không ạ? Dạ có. Rồi bạn có thể giới thiệu tên mình là bạn đến từ đâu, làm sao biết được cái chương trình này, chương trình đào tạo này? Dạ em được biết chương trình này qua các cái anh chị trong cái tệp nhà đầu tư của Mylan ạ. À rồi cảm ơn bạn. Dạ, thực ra là em cũng biết là thầy có rất là nhiều khóa chia sẻ, nhưng mà cũng rất tiếc là không có tham dự được nhiều. Và hôm nay thì vào được cái lớp này á, nó đúng là cái điều mà hôm từ bắt đầu mùa dịch đến nay là em rất là trăn trở ạ. Alo. Rồi nghe em tiếp tục nói đi em. Dạ sở dĩ là trước đến nay á, thì cái việc mà mình nghề nghiệp nó cũng cho phép mình và mình có cái cơ hội được nói chuyện trực tiếp với lại trước công chúng, trước nhiều người. Tuy nhiên á, thì từ khi mà cái việc làm work from home hay là cái mùa dịch á, thì cái việc mà kết nối online nó diễn ra nhiều hơn. Và cũng cần làm một số những cái video hoặc là những cái thu âm hoặc là cả hình cả tiếng đó, video hoặc là bản thu âm online để mà mình trao đổi, thì gặp rất là nhiều trở ngại giữa cái việc nói trực tiếp với lại cái việc mà nói trước ống kính, nó hoàn toàn khác nhau ạ. Nó là một cái trải nghiệm rất rất là khác. Thì bài học hôm nay thì nó đúng, rất là đúng với lại cái nhu cầu ở hiện tại. Và một cái điều mà ngoài cái việc mà mình chuẩn bị cái kịch bản, chuẩn bị cái nội dung cần chia sẻ, thì cái việc luyện tập không có cái gì mà mình có thể nhanh hơn và bằng cái việc phải luyện tập. Một trong những cái bí kíp mà em đã làm được đó là thứ nhất đó, là em nói và ghi âm nghe lại xem là cái việc mà mình nói đấy, cái âm điệu, cái ngữ điệu và cái việc mà mình nói có thừa có thiếu như thế nào. Cái thứ hai nữa là tập nói trước gương ạ. Đó là hai cái mà em đã thử và em thấy nó rất hiệu quả. Và em muốn ngoài cái nội dung mà những cái kỹ năng mà thầy chia sẻ, thì đây là hai cái kỹ năng mà em muốn là chia sẻ đến mọi người. Và em đã áp dụng trong cái mùa dịch này để vượt qua cái khủng hoảng giữa cái việc chuyển đổi ạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều đã chia sẻ những cái bài giảng và đặc biệt là ngày hôm nay. Dạ em xin hết ạ. Rồi cảm ơn bạn. Bạn nói bạn tên gì? Nãy bạn nói bạn tên gì quên rồi. Em tên là Mai Phương Thủy ạ. À Mai Phương Thủy. À tưởng là Mai Phương Thúy thì cũng ok ha. Mai Phương Thủy.
Ok, cảm ơn bạn Mai Phương Thủy. Thì thật ra điều bạn Thủy chia sẻ cực kỳ đúng, mà tôi đã tích gọn trong cái kỹ năng số 7, đó là kỹ năng tự tin. Đó, kỹ năng tự tin thì tôi nãy tôi có focus vào mấy cái yếu tố là 2B đó, là repair đó. Repair và practice. Practice là repair là chuẩn bị. Practice là bạn thực hành. Thì trong đó đó là có cái yếu tố là như bạn Thủy chia sẻ đó là thực hành đứng trước gương. Thậm chí ngay cả bản thân tôi chia sẻ bạn từ đầu, tôi là mặc dù bố và mẹ, ba và mẹ là nghề giáo viên, ba thì là hiệu trưởng một trường ở dưới quê Vĩnh Long, mẹ cũng là một hiệu trưởng của trường gì mẫu giáo mầm non, nhưng mà ngày trước thì tôi là không định hướng theo nghề giáo dục, tôi là đi theo hướng là công nghệ, quản trị công nghệ rồi đi tài chính ngân hàng. Tuy nhiên là trong một quá trình làm việc thì bắt đầu là chuyển sang cái lĩnh vực là mình cần phải chia sẻ với đội nhóm mình kinh doanh. Thì ngày trước tôi quản lý khoảng 200 em, 200 nhân viên, mình phải coaching, phải đào tạo và lên tinh thần cho anh em. Thì ngay từ đầu mà bạn biết là để trình bày một cái một bài, một kế hoạch nào đó trước một cái tập thể thì tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Nói như giống như bạn Thủy là mình là phải đứng trước gương, rồi mình phải mình chiếu slide, rồi mình sử dụng file Word, Excel, phân tích dữ liệu, mình phải coi đi coi lại, thậm chí là mình chuẩn bị cả tháng trời về một cái bài mà chia sẻ đó. Tuy nhiên là khi mà mình đã có một cái skill, một cái kỹ năng, là mình kỹ năng mình chuẩn bị, mình lập trình như thế nào đó, mình có một cái dàn bài sẵn. Tôi lấy ví dụ như kỹ năng ngày hôm nay, ví dụ như nói ngày mai giảng bài thì tôi sẽ có những cái tôi sẽ chuẩn bị bài giảng rất nhanh, và cái nền tảng background mình có sẵn và mình tích tụ kinh nghiệm, trải nghiệm. Thì tôi có một cái quan niệm như thế này, nói vui cho các bạn thấy đó, là khi mình đứng trước diễn đàn, tôi đứng tuyển sinh rồi các thứ vân vân, là trước hội nghị trên 1.000 người ở dưới, thì bạn đứng ở trên thì xem dưới giống như một đám dừa khô. Tôi lấy ví dụ vậy, tại vì sao? Bạn bám vào cái kịch bản của mình rồi, mình có 8 ý đó, hoặc là mình có 3 ý đó, giống như bạn Thảo nãy nói, mình có 3 ý ngày hôm nay. Thứ nhất là làm cái gì, thứ hai là làm cái gì, thứ ba là làm cái gì. Và bạn đã có sự rèn luyện, bạn có sự practice hàng ngày đó. Và một trong những cái mà tôi thấy hay nhất và học tập nhiều nhất, đó là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm cho người khác. Và trong lúc bạn chia sẻ là trong lúc bạn học tập rất nhiều. Đấy, nói có vẻ như lý thuyết nhưng thực chất, ví dụ như ngày hôm nay, tôi biết rằng là có 8 cái kỹ năng để tôi nói trước ống kính. Nhưng mà bạn có thấy là có vô vàn cái kỹ năng là 16 hoặc 32 cái ngay khi mà tôi soạn cái đề tài này, nhưng mà tôi phải loại bỏ những cái đó và nó lồng ghép trong 8 kỹ năng để chắc lọc lại, tại nhiều quá người nghe sẽ không cảm thụ và không cô đọng lại. Thì tôi lấy những cái cô đọng lại, ví dụ như bạn nói đi chuyện nói trước ông gương, thì tôi lại lấy cái ông gương đó là áp vô cái repair của cái sự tự tin, đó là 2B. Bạn hiểu ý tôi nói mà. Như vậy thì khi chúng ta đã có một sườn dàn bài thì mình cách nào đó để mình dẫn dắt cái câu chuyện đó. MC là gì? MC là người dẫn dắt cái câu chuyện, cái kịch bản đó trở thành một cái thông suốt, một cái lộ trình để cho giữa người nghe, khán giả, rồi diễn giả và một cái buổi event, sự kiện đó, một cái hội thảo đó cực kỳ logic và đồng bộ. Thì tôi nghĩ rằng là đó trong những cái mà chúng ta chia sẻ. Thì tôi nghĩ rằng là chắc còn nhiều cái nữa để cho các bạn thực hành. Tuy nhiên là thời gian không cho phép. Thì cảm ơn các bạn đã có nhiều chia sẻ. Tôi thấy các bạn cũng có rất nhiều người để muốn đưa lên những cái ví dụ và những cái phản hồi tích cực, và bạn có thể gõ trong cái phòng chat chúng ta. Tôi thấy cũng rất nhiều những cái lời cảm ơn. Thì tôi nghĩ là thời gian cũng có hạn, nên là chúng ta có thể dừng ở đây. Và tôi hy vọng rằng hàng tuần sáng thứ ba, sáng thứ sáu, từ 9 giờ cho tới 11 giờ thì tôi hy vọng sẽ chia sẻ nhiều kiến thức hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng cũng chỉ có dành 1 đến 2 tiếng đồng hồ để chúng ta chắc lọc những cái kỹ năng nhỏ nhỏ thôi. Mình sẽ không có tham vọng nói nhiều quá. Thì các bạn thấy giống như là kiến thức á, các bạn về đây nè, giống như cái ly, đúng không? Kiến thức mà bạn đổ một lần, thí dụ như tôi có tới 1.500 cái chuyên đề, tôi đổ cái ào nước vô thì nó lập tức nó chèn. Tuy nhiên chúng ta gót nhẹ từ 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 từ. Đấy, thì kiến thức chúng ta sẽ hàm thụ, và tôi mong muốn là mình không đi lý thuyết nhiều. Tôi mong muốn là những cái kỹ năng này các bạn sẽ practice, thực hành trong lớp luôn.
Và chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay cuộc sống chúng ta có rất nhiều chuyện lo toan, đúng không? Tôi nghĩ rằng là 8 cái kỹ năng là ok, bạn sẽ thực hành 8 kỹ năng đó, sau đó thành thục 8 kỹ năng, bước qua kỹ năng thứ 9, thứ 10, 11, 12 thì bạn đã có một cái nội lực, nội hàm của chúng ta đã mạnh lên rồi, thì chúng ta sẽ nạp thêm kiến thức. Và bên cạnh ngày hôm nay bạn biết á, là bạn muốn thành công trên Martin Online thì bạn phải có tool, công cụ. Tôi lấy ví dụ như về Zalo đi, các bạn mà không xây dựng một cái Zalo official trên mạng thì lập tức là sau này nó sẽ bị người ta chiếm thị phần cho nó. Thì cái này tôi có phân tích trên những đoạn video clip, và tôi mong muốn á, là sẽ cung cấp cho bạn nhiều cái tool, công cụ. Tôi lấy ví dụ như tôi có một phần mềm mà một số điện thoại tôi có thể có 6 nick Zalo đấy, mà một nick Zalo bây giờ chúng ta có thể kết bạn 2000, và khi cần bạn gửi một tin tức đó thôi, bạn gửi một cái tin public ra thì có 12000 đối tượng để nhận thông tin của bạn. Và ngay hôm nay Zalo official đã ra cái dịch vụ gọi là quảng cáo nữa, đúng không? Thì chúng ta thấy là giống như Facebook, Facebook ngày trước thì có 5000, và fanpage nó sẽ có rất nhiều, mấy chục ngàn người trở lên và mấy triệu người trở lên, thì chúng ta sẽ sử dụng những mạng xã hội này. Thì bạn muốn sử dụng miễn phí mạng xã hội này thì bạn phải xây dựng chuẩn chỉnh content đấy, thì nó sẽ có rất nhiều. Thật ra nói là 7 cái chuyên đề nhỏ, nhưng thật ra tôi nghĩ rằng là tới khoảng 14, 15, thậm chí 16 cái chuyên đề nhỏ. Thí dụ như là bạn xây dựng kênh YouTube làm sao cho hiệu quả, thì tôi lại có những cái chuyên đề bạn có thể vô sử dụng tool, công cụ. Và bạn chỉ cần một cái điện thoại smartphone, bạn chia sẻ như vậy, hoặc là một cái máy tính, thì bạn dùng những cái công cụ phần mềm hoàn toàn miễn phí để chúng ta xây dựng một cái content video. Đấy, thì tóm lại giờ này cũng đã dài rồi, thời gian cũng gắn bó nhau lâu rồi. Tôi nghĩ rằng là các bạn có thể tham gia vào group Zalo, và tôi đã có nhắn trên cái diễn đàn chúng ta, thì chúng ta có thể vào đó, chúng ta sẽ nhận được cái nhiều giá trị. Và có những cái ebook tôi sẽ tặng cho bạn, và tôi có những đoạn video clip chia sẻ những kiến thức nhỏ nhỏ khoảng 5 tới 10 phút, thì từ đó bạn có thể chiêm nghiệm ra. Rồi, lời cuối cùng và lời kết cho cái buổi Zoom ngày hôm nay, xin mời bạn MBT có ý gì đó xin chia sẻ. Thì có cái buổi nào hay là có cái hướng dẫn nào về cái bộ tool ở bên Office chưa thầy? Thầy vừa nói đấy. Hướng dẫn gì em? Về cái xây dựng cái tool bên Zalo Office đấy thầy. À có rồi em, mình có thể gửi cho em ngay lập tức nè. Đó, đây là những cái mà mình đã xây dựng sẵn. Em có thể vô YouTube á, em gõ vào tên là Tiến sĩ Thái Nam Toàn, thì có một cái trang, có 2-3 trang là, nhưng mà đây mình có thể thao tác luôn như đây. Đây bây giờ để tôi chia sẻ màn hình cho bạn luôn nha. Các bạn có thể, tại vì tôi xây dựng rất nhiều cái trang Viện Đào tạo Bách Khoa cũng được, và cũng có rất nhiều cái trang trên đây. Thì bạn thấy nè, đây là cái trang là PS Thái Nam Toàn, thì tôi mới xây dựng khoảng 2 tháng nay. Lượt like nó chuẩn bị sẽ lên 1000 người. Và bạn biết đó là có những cái bài mà tôi chia sẻ, nên là hiện tại tôi đã 9000 giờ. Theo quy tắc của YouTube này tôi chia sẻ luôn. Cái nghề đào tạo nên tới đâu tôi chia sẻ tới đó. Các bạn thấy là quy định của YouTube ngày xưa rất là cơ bản, chỉ cần bạn xây dựng là khoảng 10 giờ thôi, và chỉ có khoảng 100 người đăng ký thì bạn có thể kiếm tiền. Tuy nhiên ngày hôm nay là phải đăng ký trên 1000 người, mà 1000 người này thật, và phải có trên 4000 giờ. Thì bạn thấy rằng là ở đây tôi có xây dựng một cái TS Thái Nam Toàn, ví dụ vậy. Rồi, thì bạn sẽ vô cái phần mục là danh mục phát, thì bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều cái mục chia sẻ. Ví dụ như tôi có cái mục là New Daily, có nghĩa là tin tức hàng ngày về kinh tế, chính trị, xã hội. Tôi có một cái mục tôi mới làm từ bữa 18, và cộng đồng sinh viên vân vân. Thì ở đây tôi có một cái trang mà tại vì lý do tại sao tôi làm như vậy nè, là bạn biết là ngày trước tôi có xây dựng cái kênh Zalo, mà một các bạn vô Zalo toàn là spam không à, bán hàng là phải có cái kỹ thuật bán hàng. Bởi vậy tôi tức mình quá, tôi mới xây dựng một cái kênh YouTube này, tôi list vào là bán hàng thực chiến bằng Zalo. Thì bạn vào đây thì bạn thấy nó sẽ có khoảng là 18 cái video clip tôi làm. Tôi lấy ví dụ như là bán hàng thực chiến từ Zalo nè, tôi sẽ chia sẻ cho bạn luôn là có một cái tài liệu luôn, tôi làm cái tài liệu này khoảng 10 mấy trang á. Tại thường á tôi thấy rằng là nên làm một cái tài liệu ngắn thôi, khoảng 15 tới 20 trang thôi, để bạn dễ đọc.
và tôi đã làm cái tài liệu đó xong rồi tôi gửi trên nhóm Zalo mà nhiều bạn lại cũng không có đọc, nên là tôi phải quay lại đoạn video clip này trong vòng 38 phút, à 38 phút, gần 39 phút, 38 phút 50 này. Bạn thấy à, đây là chính là Zalo, bạn có nghe rõ không ạ? Dạ em nghe ạ. Thì đó, bạn có thể vô đăng ký là TS Thái Lâm Toàn Official. Official tiếng Anh là tiếng Anh gọi là chính thức, chính thống, nghĩa là cái kênh này chính thống của tôi, tại vì nó có nhiều cái kênh khác người ta lấy từ tài liệu mà tôi giảng bài, người ta có thể quay video lại đó, người ta làm rất là nhiều mạng, nhưng mà tôi phải tạo một cái kênh riêng đó. Thì bạn thấy là ở đây nè, kiến thức bán hàng thực chiến bằng Zalo, thấy bạn thấy là ở đây có rất nhiều cái tài liệu để bạn có thể xem. Ngoài ra tôi chia sẻ thêm cho bạn nè, nó có một cái mục rất là quan tâm, đó là chuyển đổi số. Chuyển đổi số thì tôi là chiều nay nè, ví dụ như là 3 giờ rưỡi chiều, từ 3 giờ tới 3 giờ rưỡi chiều là tôi tới 6 giờ là tôi có một cái cuộc nói chuyện cho Zoom gồm 300 nhà khoa học về chuyển đổi số. Thì tôi có tạo một cái mục chuyển đổi số, bạn có thể xem chuyển đổi số là cái gì. Thì ở đây là hàng tuần là có một cái video clip, thì tôi đều để ở đây hết là 52 video đó bạn, có đã 52 chuyên đề rồi đó. Thì đây tôi có phân tích cho bạn chuyển đổi số nông nghiệp, rồi ngành dệt may, rồi ngành quản trị nhân sự, rồi bất động sản v.v. Thì ở trên đây có luôn. Đấy, bạn thấy không? Thì bạn có thấy cái này, bạn có thể chọn cái tên gì đó, bạn vô bạn mình xem. Thí dụ như là có những cái chuyển đổi số nè, để vượt qua đại dịch chẳng hạn. Vừa rồi là có một cái chuyên đề nói về chuyển đổi số qua đại dịch. Đấy, toàn là những cái chuyên gia. Đây là một số những người bạn tôi. Ngoài ra đó, bạn biết ở trên kênh YouTube á, nó có nhiều thông tin khác nhau. Này là từ khóa, thì bạn thấy nè, trong khi chúng ta viết từ khóa thì chúng ta hiểu là trong triết học nó có gì phủ định của phủ định, thì tôi lại dùng từ khóa là Thái Lâm Toàn lừa đảo chẳng hạn. Bạn thấy không, bạn liếc vào cái từ lừa đảo nghĩa là phủ định của lừa đảo là trở thành chính thống, thì tôi dùng từ khóa này luôn, thì nó lại trở ra những cái chương trình rất là hay của tôi, ví dụ vậy đó. Ví dụ nó sẽ ra cái từ khóa này, đây là cái cách từ khóa. Tại vì lý do là sao, hồi nãy tôi click vô tình tôi thấy bạn thấy cái chữ Thái Lâm Toàn lừa đảo đây nè, để chi vậy, để chi mà cái này cũng là gọi là kỹ năng về quản trị rủi ro. Thí dụ như bạn trở thành một cái sản phẩm nào đó nổi tiếng trên thị trường, thì lập tức sẽ có những cái người khác sử dụng những cái trang khác không chính thống đặt kích bạn. Thì tôi đã suy nghĩ tới vấn đề đó, và trong cái từ khóa nè, tôi lấy ví dụ trong đây nè bạn, tôi show cho bạn thấy, thì đây là một cái kỹ thuật nha, cái thực hiện marketing online. Tại sẵn đó tôi nói cho bạn luôn, tôi lấy ví dụ trong một cái bài video clip nào đó bạn viết để bạn bung lên, thí dụ như ở đây chẳng hạn, ví dụ như hồi nãy tôi có chia sẻ một cái đoạn video clip nói về anh Nguyễn Duy Thành đó, hoặc là những đại gia nè, ví dụ vậy. Thì bạn vào đây nè, ở dưới phần dưới này nè, này là mô tả ha, ở đây nó có những cái từ khóa đây đó, bạn sẽ thấy từ khóa đây nè, thì bạn sử dụng những cái từ khóa nào có lợi cho bạn nhất ha, hoặc là phủ định của phủ định, thì người ta gõ những cái từ khóa trong đây ra thì lập tức nó sẽ hiện cái video của bạn lên. Thì tôi nghĩ rằng là cái này đến cái chuyên đề số 2 á, tôi sẽ chia sẻ về cách bạn dựng video như thế nào, bạn chỉnh sửa video nào trên kênh YouTube. Thì đây là cực kỳ, nó rất là nhiều kiến thức, chứ không phải đơn giản là chúng ta chỉ có nói những cái kiến thức mà nãy giờ tôi chia sẻ bạn 80 kiến thức đó. Thì tôi thấy rằng là 7 cái bước thành công, hoặc là 7 cái chuyên đề để bạn thành công trên kinh doanh online, thì tôi nghĩ rằng rất nhiều thứ đấy, thì bạn có thể lên đây bạn chia sẻ thêm ha, để hiểu thêm rất nhiều kênh thông tin. Ví dụ như cách bạn, đây là một cách để bạn xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng. Ví dụ bạn gõ tên Thái Lâm Toàn chẳng hạn, thì nó sẽ lập tức có rất nhiều kênh thông tin trên đây đấy, đó. Rất nhiều kênh từ Viện Đào Tạo Bách Khoa v.v. đó, rất nhiều thứ ha. Thì đó là một trong những cái cách mà bạn xây dựng lên những cái kênh video và hình ảnh. Ví dụ như tôi gõ Viện Đào Tạo Bách Khoa không có dấu, nó cũng sẽ ra một cái trang của tôi, ví dụ vậy đó, thấy không? Rất nhiều bài giảng, bài viết v.v. đó, những thông tin đây. Thì đó là tôi chia sẻ bạn một số cái kỹ thuật về YouTube. Đương nhiên là nó còn nhiều nữa, chỉ là một số hình ảnh sơ nghe cho bạn thấy. Thì các bạn thấy rằng là làm marketing không phải dễ, nó là con dao hai lưỡi, và bạn phải biết quản trị hệ thống truyền thông nữa. Nó có cái rủi ro, và đỉnh cao của marketing đó là gì bạn biết không ạ? Đỉnh cao của marketing online đó chính là xử lý khủng hoảng truyền thông. Đó là lý do tại sao nãy tôi dùng cái từ ngữ là Thái Lâm Toàn lừa đảo, để chi? Phủ định của phủ định, nó sẽ ra cái tốt thì tự động người ta nhìn trên hệ thống. Anh chị hiểu không? Mình phải có một cái kiến thức bao quát như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là với cái cách mà chúng ta kinh doanh một cách chính thống,
thì chúng ta phải có những cái hệ thống như vậy. Và tôi lấy ví dụ như các bạn có một cái cộng đồng 28.000 người mà chỉ cần mỗi một người xem cái video clip của tôi thôi thì tôi có khả năng kiếm tiền trên online. Cái đó là sure luôn. Anh chị hiểu không? Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ bạn đây, thì tôi sẽ biến trở thành một cái video clip để trở thành kiến thức thật. Kiến thức thật thì chúng ta có cộng đồng và chúng ta xem trên đó. Và bạn biết bây giờ là nhiều người kiếm tiền YouTube rất là dễ, một tháng có thể kiếm 50 triệu tới 100 triệu với những cái kỹ thuật mà tôi đã chia sẻ cho các học viên tôi. Và tôi xây dựng rất nhiều kênh, thậm chí những cái kênh mà bạn sẽ không biết kênh của tôi luôn, tại vì tôi không để tên Thái Lan Toàn sao bạn biết. Tôi sẽ tạo một cái dụ như là Lãng Tử Miền Tây, rồi tôi có những cái cộng đồng tri thức, tôi nghĩa là chia sẻ kiến thức về du lịch đấy, đi tới đâu là tôi post du lịch tới đó, và tôi sẽ chia sẻ đó là tôi làm cộng đồng. Và bạn biết rằng ngày hôm nay YouTube nó có cả một cái thêm một cái chức năng nữa gọi là tham gia hội viên. Bạn tham gia hội viên đó giống như là bạn ủng hộ cho kênh đó, thì hàng tháng bạn phải trả 100.000 cho tới 500.000 đó. Và bạn thấy có 1 triệu cái lượt like, 1 triệu lượt view như vậy thì chúng ta kiếm cũng khá nhiều tiền. Và cái cách kiếm tiền là chúng ta đặt cái kênh đó ở Việt Nam khác với cái kênh ở Mỹ và Úc, vân vân. Hiện tại nó có một cái xu thế là ở Canada và Úc và Mỹ thì cái lượt view của bạn á sẽ được YouTube trả tiền nhiều hơn ở Việt Nam. Đấy, thì đó là một chi sâu nữa. Thôi tôi nói sơ bản như thế để cho bạn thấy rằng là tại sao bạn phải xây dựng trên một môi trường online, mà không phải đơn giản môi trường online chỉ có Zalo, Facebook, vân vân. Ngoài ra nó còn có cả một hệ thống. Đó là lý do tại sao tôi nói chuyện cho các bạn thấy là bạn phải xây dựng một hệ thống sale đa kênh, marketing đa kênh mà bạn có được nguồn thu nhập thụ động ngay khi bạn ngủ. Giống như Google, bạn đặt một cái dấu chấm hỏi. Tôi thường nói nè, mình không làm gì mà tự nhiên có tiền, thì đương nhiên mình phải có một cái gì đó, mình xây dựng một hệ thống. Thì trên Google nó có 2 nguyên tắc. Một là bạn phải tốn tiền, hai là bạn phải xây dựng một di sản trên online. Thì tôi đi theo hướng là xây dựng di sản trên online, là những cái đoạn video clip chia sẻ về kiến thức, về những cái kinh nghiệm thú vị. Giống như bạn thấy tôi không, trong cái mục của tôi có cả một cái mục gọi là khởi động lớp học, có những cái video clip nhỏ nhỏ cho bạn xem, và bạn xem đi xem lại nhiều lần thì sao, lượt view tôi có. Và lượt view tôi có thì sao, là tự động tôi có tiền. Anh chị hiểu không? Mà mình kiếm tiền trên chính thống. Và tôi nói thêm một phần, một phút nữa thôi, kiếm tiền là sao? Những cái đoạn video clip đó mà khi mà nó có nhiều lượt xem thì bạn gắn trên những cái chắc cái thời gian mà xem cái đoạn video clip đó, nó sẽ có những cái đoạn quảng cáo. Thì thằng YouTube và Google nó đã mua lại YouTube rồi. Thì thí dụ như bất động sản đi, thí dụ như nãy bạn nói là bất động sản nhà Việt đi, muốn quảng cáo cái dự án hoặc là những cái lô đất nền hoặc là những nhà phố thì bạn phải bỏ một số tiền để bạn quảng cáo. Thì bạn sẽ trả tiền cho YouTube, trả tiền cho Google, và Google nó sẽ có một cái công cụ AI blockchain để nó quét thì nó thấy kênh ông Toàn, sao kênh Nguyễn Nhân An, Nguyễn Nhân B gì đó sao có nhiều người xem mà vậy, thì tôi đề xuất là nên quảng cáo ở đây. Thì bạn vừa mở cái video clip tôi thì sẽ thấy quảng cáo lên, mà thấy quảng cáo lên là tự động sao cái ông mà chủ của cái kênh đó được tiền. Thì nó có nhiều cái quy tắc đó bạn, đó là một cách giới thiệu cơ bản. Còn đương nhiên là làm sao bạn xây dựng đó, rồi bạn phải xây dựng lồng ghép nhạc vô, mà nhạc mà nó có bị bản quyền thì bạn sẽ bị phá kênh, nặng thì bị phá kênh, còn nếu không thì sao, cái bản quyền nhạc đó mà bạn được kiếm tiền thì cái chủ sở hữu của bản nhạc đó là được tiền, cho phải tôi được tiền mặc dù tôi trên 1 triệu view. Nên là bạn thấy có nhiều kênh khác nhau nha, bạn thấy nha, có 2 trường phái. Một là có những thằng mà đi làm á, marketing á, thì nó sẽ mua 100.000 cái suất cho cái kênh đó, nhưng mà sao nó không kiếm tiền. Còn có những kênh giống như tôi chỉ có 1.000 suất thôi, nhưng mà sao lại có tiền nhiều. Đấy, nó lại có những cái kinh nghiệm trong đó. Thì tôi nghĩ rằng là thôi, chúng ta thời gian không còn, chúng ta chỉ tạm dừng ở đây. Và đến cái mục thứ hai, chuyên đề thứ hai về xây dựng một cái kênh chuẩn SEO của SEO YouTube, hoặc là xây dựng một kênh chuẩn SEO về SEO Google AdWords, thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn cả kẻ này và có những cái tool công cụ và cách chúng ta viết content và chúng ta xây dựng content. Thường những đoạn video clip có thể là 5 phút, 10 phút nhưng mà lượt view cực kỳ hiệu quả. Bạn phải xem, và bạn tôi sẽ chia sẻ bạn luôn cách lấy những cái đoạn video clip mà có bản quyền, chúng ta đẩy qua chúng ta vẫn kiếm tiền được. Cái hay là cái hay chúng ta sẽ lắp được cái cơ chế của AI. Tại cái này nó là một cái bí quyết á. Tại tôi lấy ví dụ như bạn thấy á, tại sao kênh YouTube á, những cái kênh ở Việt Nam mà nhiều sub, nhiều lượt xem, đó là những kênh hài,
những kênh cho trẻ em. Đấy, trẻ em tối ngày lên, nhất là cái mùa đại dịch này nè, lên tối ngày nó coi Tom and Jerry các thứ vân vân, thì nó có nhiều lượt like, có nhiều lượt xem. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy nguyên cái đoạn video clip đó về kênh của mình thì lập tức bị đánh bản quyền. À, chúng ta phải có cách. À, thì chia sẻ như vậy thì tôi nghĩ rằng là thôi, tới đây thì đã chia sẻ như vậy các bạn đã nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng là chắc trong tuần sau, à, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chúc các bạn sức khỏe và thành công. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Yeah, xin chào thầy. Rồi, chào bạn.
Bằng sự quyết tâm và nỗ lực, Viện Đào tạo Bách Khoa đã thực hiện ước mơ, trăn trở của mình là xây dựng cộng đồng CEO, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, tiến đến kiến tạo một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Là đơn vị đồng hành cùng nhu cầu phát triển của nhiều đối tác trong nhiều năm qua của các hội doanh nghiệp trên toàn quốc, Viện Đào tạo Bách Khoa đã cung cấp hàng trăm ngàn khóa học thuộc các lĩnh vực như quản trị, các chương trình khởi nghiệp quốc gia, kinh doanh, nghiệp vụ ngân hàng, tin học, ngoại ngữ, văn hóa doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng mềm, coaching cho CEO, tư vấn và triển khai chiến lược quản trị doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp khác nhau với phương châm kiên định, tạo giá trị, trao kết quả. Viện Đào tạo Bách Khoa không ngừng xây dựng và triển khai những khóa học chất lượng theo sát nhu cầu của xu thế quốc tế hóa, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý cho cấp lãnh đạo cũng như hoàn thiện kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên thông qua việc bám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Viện Đào tạo Bách Khoa với phương châm tạo giá trị, trao kết quả, chúng tôi đã đào tạo với nhiều chương trình thực chiến và hỗ trợ cho các doanh nghiệp như tạo ra diễn đàn để các CEO trao đổi sản phẩm dịch vụ, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, chọn lọc các bài học kinh nghiệm về quản trị trong nước và quốc tế, từ đó từng bước xây dựng các phương pháp quản trị mang sắc thái Việt Nam, đề xuất những giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cho doanh nghiệp, tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp để góp phần tạo dựng đội ngũ những nhà quản trị đáp ứng được đòi hỏi của nền quản trị mới. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Viện Đào tạo Bách Khoa là nhóm các thành viên thuộc tập đoàn Bách Khoa Group hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, hơn 28 năm hình thành và phát triển. Viện Đào tạo Bách Khoa đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và coaching với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và cùng lan tỏa giá trị sống dựa trên triết lý 3 gốc rễ, đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Các khóa nổi bật của Viện Đào tạo Bách Khoa được hơn 16.000 doanh nghiệp tín nhiệm trong thời gian qua. Các bạn thân mến, Viện Đào tạo Bách Khoa là một trong những đơn vị trực thuộc tập đoàn Bách Khoa Group. Tập đoàn Bách Khoa Group này của chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực và trên 28 năm hoạt động. Chúng tôi hoạt động đa ngành đa nghề với chính sách là phát triển holding. Khi mà doanh nghiệp của các bạn có một dự án nào cần đầu tư thì lập tức Bách Khoa Group sẽ đầu tư vào cho các bạn bằng nguồn lực tài chính, bằng nhân sự, bằng các công nghệ để cho quản trị. Thì dưới cái Bách Khoa Group chúng tôi có cái Viện Đào tạo Bách Khoa chuyên đào tạo, huấn luyện và coaching cho các cái CEO, các cái doanh nghiệp, các cái chiến lược quản trị doanh nghiệp 4.0 áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp cho chúng ta đạt hiệu quả. Viện Đào tạo Bách Khoa, tôi xin chia sẻ vài nét về Viện Đào tạo Bách Khoa cũng như là hồ sơ năng lực. Viện Đào tạo Bách Khoa như bạn biết là hiện tại là có rất nhiều cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Thì chúng ta có thể biết thông tin chi tiết, chúng ta có thể tìm hiểu trên cái website của chúng ta, đó là viendaotaobachkhoa.edu.vn, hoặc là chúng ta có thể liên lạc trực tiếp cái số hotline đó là 0968716968. Đầu tiên là chúng tôi chia theo cái phân khúc là đào tạo các cái lớp huấn luyện dành cho các nhà quản lý. Thứ nhất là nghề giám đốc, có nghĩa là CEO toàn diện, huấn luyện cho CFO, có nghĩa là giám đốc tài chính, huấn luyện cho CCO, có nghĩa là huấn luyện cho giám đốc kinh doanh. Chúng tôi có những lớp huấn luyện cho CMO, có nghĩa là giám đốc marketing chuyên nghiệp, hoặc là CHRO, có nghĩa là giám đốc về nhân sự. Chúng tôi có những lớp huấn luyện giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp, hoặc là huấn luyện các cái lớp CIO, nghĩa là các cái lớp cho giám đốc công nghệ thông tin. Chúng tôi có những lớp đào tạo dành cho nhà quản lý, đó là đào tạo và coaching giám đốc sàn giao dịch bất động sản. Thì bạn biết rồi, ngày hôm nay khi chúng ta thành lập một doanh nghiệp bất động sản, không có thể đơn thuần là chúng ta có tài chính, chúng ta mua một dự án này với giá vừa phải và chúng ta bán ra cho chúng ta có lời. Thì trong đó chúng ta phải biết được các cái thông tư, nghị định, các cái luật, hành lang pháp lý về lĩnh vực bất động sản. Chúng ta phải biết cách nghiên cứu thị trường về bất động sản. Chúng ta phải biết cách marketing cũng như là quản lý sàn giao dịch, và chúng ta biết cách để cho sàn giao dịch chúng ta gồm có các cái nhân sự, là gồm có phó giám đốc, các cái trưởng phòng và nhân sự, chúng ta làm sao chúng ta hoạt động hiệu quả
và chúng ta lan tỏa cái mô hình này để chúng ta có nhiều sàn giao dịch. Thì cái này là chúng tôi chia sẻ cho bạn thực chiến, trong vòng 21 ngày bạn sẽ trở thành một cái giám đốc sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong các cái lớp dành cho nhà quản lý gồm có tài chính, kế toán dành cho nhà lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, bạn biết rồi, doanh nghiệp chúng ta cần phải có một cái văn hóa để làm sao chúng ta có những nét đặc trưng so với các cái đối thủ doanh nghiệp khác. Chúng ta có những lớp quản trị sự thay đổi, kỹ năng tạo động lực cho nhân viên cũng như là kỹ năng quản trị cho nhà quản lý. Chúng ta có những cái lớp đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả, thì bạn biết rồi, các cái nhà quản lý thì cần phải truyền đạt và chúng ta chia sẻ mục tiêu, chúng ta là chia sẻ tầm nhìn và chúng ta phát triển, đó là những lớp dành cho nhà quản lý. Ngoài ra, Viện Đào tạo Bách Khoa còn có các kỹ năng, ở đây thời gian ngắn tôi sẽ chia sẻ những kỹ năng chuyên nghiệp, đó là kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian cũng như kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, thuyết trình và chủ trì cuộc họp, kỹ năng bán hàng, đàm phán thương lượng, kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, kỹ năng chốt sale hiệu quả, v.v. Ngoài ra, Viện Đào tạo Bách Khoa còn có một bảng đào tạo về thẩm định, đó là thẩm định về giá, kinh tế thị trường giá cả, nghiên cứu thị trường về giá. Ngoài ra, Viện Đào tạo Bách Khoa còn đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, ví dụ như là chuyên cung cấp các cái gói đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các chương trình được thiết kế đặc biệt phù hợp với mục tiêu đào tạo và những đặc thù của từng doanh nghiệp. Thì các bạn có cái đặt vấn đề kỳ vọng và chúng ta cũng định hướng nhân viên của chúng ta, mà trong cái đội ngũ đào tạo nội bộ của bạn, bạn không thể làm được. Bạn cần có một cái lực lượng đào tạo cũng như một đơn vị đào tạo bên ngoài để chúng ta có một luồng gió mới. Thì đây, Viện Đào tạo Bách Khoa sẽ là một cái đơn vị bạn sẽ chọn lựa rất là tuyệt vời. Tại vì chúng tôi có nhiều chuyên gia và nhiều những nhà đào tạo có kinh nghiệm thực chiến và những nhà đầu tư hiệu quả biết các bạn sẽ cần ở đâu và chúng ta đào tạo. Ngoài ra, chúng tôi còn có những cái chuyên đề dành cho cơ quan nhà nước, ví dụ như là bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chăm sóc hòa giải cơ sở, nghiệp vụ văn phòng, tra cứu và vận dụng pháp luật, quản lý nhà nước, kỹ năng lý luận chính trị, thực hiện chính sách lao động, việc làm và phát triển, đạo đức công vụ, công chức, v.v. Về lĩnh vực pháp luật thì chúng tôi có những khóa, ví dụ như là khóa đào tạo về pháp luật chuyên ngành về kinh doanh bất động sản, pháp luật về quyền tài sản. Ngoài ra, chúng tôi còn có đào tạo nghề và các cái trung tâm ngoại ngữ, ví dụ như là các cái chuyên đề thực tiễn như là giải mã 5 cấp độ kinh doanh online thành công, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bí quyết thành công cho nhà môi giới, bí quyết kiếm 8 tỷ trong 8 năm, hoặc là lớp đặc biệt là Training for Trainer, có nghĩa là bạn phải đào tạo được nhân viên của bạn để bạn truyền lửa, bạn chia sẻ kinh nghiệm để những cái người leader của từng cái phòng ban, từng cái nhóm triển khai xuống từng nhân viên để lĩnh hội được các cái tư tưởng của chúng ta muốn truyền đạt cho các nhân viên để chúng ta thổi lửa vào cho các bạn kinh doanh thành công. Ngoài ra, chúng tôi có những lớp ví dụ như là phong thủy ứng dụng trong đời sống và kinh doanh. Chúng tôi có khóa quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà, an toàn lao động, vệ sinh lao động, marketing online 4.0, đào tạo xe năng và các loại xe cơ giới. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hệ thống, các cái trung tâm ngoại ngữ và tin học. Thì đây là một số điểm qua về một số cái dịch vụ của Viện Đào tạo Bách Khoa. Khi có nhu cầu, bạn có thể sẵn sàng liên lạc với số hotline của chúng tôi, đó là số 0968 716968 và 0908 200 899. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.